bài trước đã nhé. Rồi ôn lại bài trước đã nào. Nhớ không? Nhớ các món ăn chưa? Dinh nha, hỏi Dinh trước xem nào. Ăn cơm là gì? Rồi. Chín phần. Bạn ăn cơm trưa nào? Chẳng có chưa? Nỉ chứ phan ma. Lơ ma. Nỉ chứ phan lơ ma, đúng không? Nỉ chứ phan lơ ma. Tôi em rồi sẽ nói là gì ạ? Ủa? Nỉ. Ủa, ủa chứ phan lơ. Tôi vẫn chưa ăn nào, tôi vẫn chưa ăn. Ủa, khai mấy chứ phan? Ủa, khai mấy chứ phan, đúng không? Ha? Rồi, ok. Cái cơm trắng nào, cơm trắng này. Cơm trắng là mì phan. Mì phan. Ok, rồi nào. Tôi vẫn chưa ăn thì sẽ nói là gì nhỉ? Nói lại cô xem nào, tôi vẫn chưa ăn. Ủa khai mấy chứ Phan? Được chưa? Thế cơm trắng nào? Cơm trắng mình sẽ có từ gì ạ? Mì Phan. Gì nhỉ? Bánh bao chay nào? Bánh bao chay nhớ không? Mán thâu. Mán thâu đúng không? Bánh bao nhân nào? Bao chữ. Bao chữ. Đúng rồi, bao chữ đúng không? Sử cảo ạ. Chảo chữ. Chảo chữ đúng chưa? Chảo chữ nhá. Rồi tiếp bánh mì nào, bánh mì là gì? Miên bao. Miên bao đúng rồi. Mì tôm nào, có nhớ từ mì tôm không? Mì tôm là trang phang trang pen phang pen miên phang 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 pen miên. Rồi chúng ta có từ phang pen miên đúng không? Thế còn mì nói chung, mì sợi nói chung thì dùng từ gì ạ? Mì sợi nói chung. Men khéo đúng không? Chúng ta có từ men khéo. Men khéo. Để chỉ các loại mì nói chung, được chưa? Thịt gà nào? Thịt gà là gì? Thịt gà là chi râu. Chi nhá, chi râu đúng không? Chi râu. Chi thịt râu. Lợn nào? Thịt lợn là gì ạ? Thịt lợn là chu râu. Chu râu đúng không? Thịt bò nào? Thịt bò niếu râu. Niếu râu đúng không? Cá, cá là gì? Cá là phần lại rú rú mà rú 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 mùi rú nhá rú. Rồi ok nào, hỏi một số bạn khác xem nào. Ăn mấy nào chị Mai? Nghỉ thiên thiên chảo sang chư sầm mơ, thiên thiên chảo sang nghỉ chư sầm mơ, thiên thiên chảo sang à, thiên thiên chảo sang phụ chư đúng không? Nó thiên thiên quản sang đó, thiên thiên nghỉ chư phan lơ ma, quản sang nghỉ chư phan lơ ma. Nỉ chư phan lơ ma là sao nhỉ bạn? Ủa chư nở. Chư lơ đúng không? Đây, nà nỉ chư sầm mơ. Chi thiên quản sang nỉ chư sầm mơ. Ủa chư phan. Ủa chư thấu. Cứa. Chư chai. Chu râu ấy hả? Chu râu thịt lợn đúng không ạ? Chu râu. Phải đọc là chu râu nhá. Đây, chu râu khứa chư chai. Mỉ phan chu râu khứa chư chai. Ok. Tiếng là thống chế nào? Chi thiên quản sang nghỉ chư sầm mơ. Phương Thảo, chi thiên chảo sang nghỉ chư sầm mơ. Quả chư chi phan hứa chư râu. Mì phan chứ, cơm trắng đúng không? Phải nói là mì phan hứa chư râu. Chi râu hay là chu râu? Chu râu. Thịt lợn đúng không? Đây nhá, chứ mì phan hứa chu râu đúng không? Nhà nào cũng thấy ăn thịt lợn nhờ. Ngọc Linh, nghỉ chư sầm mơ, chi thiên quản sang chư sầm mơ. Của chư ý, của chư phan khứa chư ý đúng không? Nhá, ăn cơm với lại cả cá đúng không? Đó, ok. Sinh Hạnh, chảo sang nghỉ chư sầm mơ, chảo sang nghỉ chư sầm mơ. Của chư phan khứa chư níu râu. Níu râu quản sang tối thì ăn cơm với lại thịt bò ấy hả? Nó chảo sang là buổi sáng. Nhá, chảo sang chư sầm mơ.
cháo trang của chư Phan hứa em quên có ăn gì rồi chứ. À. ăn cơm với cái gì chư Phan hứa? Ừ, chưa, em quên có ăn cái gì rồi. Hình như là chu râu. Ờ dạ chu râu đúng không? Thế sáng là nhà cũng ăn cả nhà cũng ăn cơm luôn đúng không? Rồi ok. vừa nó sáng ăn gì rồi đã quên rồi. Rồi đấy thì đấy là mấy cái từ ngày hôm trước chúng ta vừa học đúng không? Ừ, các loại đồ uống có nhớ không nhỉ? Có thể hỏi một số bạn đồ uống xem nào. Ừ, thế Hồ Thảo kia nào đồ uống nhớ gì không? Ví dụ chúng ta có gì nhỉ? Bia nào, bia là gì? Đi đâu rồi? Nào thế Dinh nào, bia là gì Dinh? Bia là bí, bí chảy. Bí chiểu nhá, bí chiểu. Bí chiểu. Bí chiểu đúng không? Rồi, rượu nào, rượu là gì ạ? Rượu là... Rượu gì? Rượu đúng không? Rượu. Nhá, rồi, cái gì nữa ạ? Coca nào, coca là gì? Khở lưa đúng rồi. Canh trứng nào, canh trứng chứ chẳng hả? Canh trứng gà, canh là cái gì? Canh là thang đúng rồi, thang. Ờ thế trứng gà thì là gì? Ờ chi tan. Ừ thế canh trứng gà là gì ạ? Canh trứng gà là chi tan thang. Ừ tôi canh trứng gà sẽ là chi tan thang đúng không? Ừ đây chi tan thang nhá. Tiếp nào. Bún nào, bún chứ chẳng hả? Bún à. Bún là sen, mì sen, mì sen đúng không? Mì sen. Ừ. Hoặc là phở thì là cái gì ạ? Mì phần nhá. Ừ, nhớ phải đọc là mì phần. Được chưa? Mì phần đúng không? Ừ. Và nước ép nào, không nói như vậy cả từ nước ép đúng không? Nước ép là cái gì? Chua. Của gì? Của uống của chư. Đúng rồi, của chư mới là nước ép nhá, của chư đúng không? Rồi ok đấy, thì đấy là chúng ta ôn lại một số các cái từ ăn uống ngày hôm trước nhá. Nào hôm nay mình sẽ học tiếp ạ. Vậy làm sao uống mất trắng trắng trên nả chư nhỏ thường thì sẽ hay ăn ở đâu? Hay ăn ở nhà ăn đúng không? Hay ăn ở nhà ăn. Vậy thì nhà ăn trong tiếng Trung sẽ đọc là cái gì đấy ạ? Mình có từ sứ tháng nhá. Sứ tháng là nhà ăn, cái từ này có thể gì là căng tin được nhà ăn tháng. Căng tin. Sứ tháng. Nhà ăn hoặc là căng tin nhá. Rồi, chữ sứ này sẽ vẽ như thế nào đây? Lần lượt từ trên xuống dưới thôi đúng không? Đầu tiên viết cái chóp trước. Đấy, nhà ăn mà, như kiểu đây kiểu cái nóc ấy. Chấm một cái này, được chưa? Bên dưới chính là nửa sau của chữ khẩn đấy, đúng không? Rất. Đấy. Thì chữ này là chữ sứ. Tháng này, tháng như sẽ vẽ như nào ạ? 1 2 3 đúng không? Lần lượt từ trên xuống dưới thôi. Đấy. Sau bên dưới này chúng ta sẽ vẽ cái hình chữ nhật như này, đúng chưa? Ngang này, đấy, sổ và ngang xa nhá. Từ đọc là sứ tháng nhà ăn. Rồi, như vậy chúng ta có từ sứ tháng là nhà ăn đúng không? Đấy, nhà ăn nhá. Nào vậy ví dụ chúng ta muốn biểu thị là nhà ăn của trường thì mình sẽ biểu thị như nào? Nhà ăn của trường. Trường học là cái gì nhỉ? Cô dạy từ trường học chưa, hình như chưa đúng không? Trường học đọc là gì ạ? Xuế xeo. Chúng ta có từ xuế xeo. Vậy thì trường nhà ăn của thì lại phải đổi trường. Xuế xeo tợ sứ tháng. Đúng rồi, như vậy sẽ nói là xuế xeo tợ sứ tháng nhá. Xuế xeo là trường học. Nhà ăn của trường hoặc là mình có thể gì là căng tin cũng được, căng tin trường cũng được. Đấy, đều gọi chung chung là sứ tháng. Xuế xeo. Thì ví dụ nói là gì ạ? Nhà ăn của công ty thì biểu đạt như nào? Nhà ăn của công ty. Công chua tợ sứ. Công ty mà công sư. Đúng không? Như vậy sẽ là công sư tợ sứ tháng. Đúng chưa? Công sư tợ sứ tháng nhá. Nhà ăn của công ty, đúng chưa nhỉ? Đấy, công sư tợ sứ tháng. Công sư tợ sứ. Nào, ví dụ dịch cho cô câu này xem nào. Buổi trưa tôi ăn cơm ở nhà ăn công ty, đúng không? Thường chúng ta đi làm là đa phần là ăn ở đây buổi trưa. Chị Mai nào, chị Mai thử dịch câu này xem nào. Buổi trưa tôi ăn cơm ở nhà ăn công ty.
Trung ủ ở chai à? Ừ, chai đúng rồi, nên dùng chai. Ủa chai cung sư gì? Cung sư tỏ sứ tháng. À đúng rồi nhá. Trung ủ của trai cung sư tỏ sứ tháng sư phan đúng không? Ừ, đấy đúng rồi, được chưa? Nào hỏi thực tế xem nào, ám ấy trung ủ nghỉ trai nào sư phan? À trung ủ nghỉ trai nào sư phan? À thế hỏi các bạn khác xem nào. Hồ Thảo nào trung ủ nghỉ trai nào sư phan? Hồ Thảo. Buổi trưa thì em thường ăn cơm đâu? Trung ủ của trai của trai cung sư tờ sứ tháng chư phan. À đúng rồi, trung ngủ trai cung sư tờ sứ tháng chư phan đúng không? Ừ, nhá. Bạn khác thì sao? Dinh thì nó trung ngủ nghỉ trai nào chư phan? Buổi trưa thì hay ăn ở đâu? À, trung ngủ của trai cung sư sứ tháng chư phan. À tuổi đúng rồi, bạn nào mà đi làm công ty thì đa phần sẽ là gì? Trai cung sư tờ sứ tháng chư phan đúng không? Ừ, nhá. Thế thì nhỉ, Hồ Thảo, à Phương Thảo kia thì sao? Trung ủ thì trai nào chứ phan? Trung ủ của trai chia tạo sứ chia chứ phan. Ừ đúng rồi nhá, định nói tạo sứ tháng đúng không? Không cần đúng không? Nhà không có nhà ăn nữa đúng không? Chỉ cần nói là gì ạ? Ủa chai cha là được rồi đúng không? Ủa chai cha chứ phan nhá. Ừ. Trung ủ của chai cha chứ phan, được chưa? Ngọc Linh thì nó trung ủ thì trai nào chứ phan? Trung ủ của trai chia à đây dễ trai cha chư phan đúng không? Ừ, đấy rồi đọc lại cho cô tất cả các cụm này một lần đi. Quỳnh Anh nào, chư tháng Quỳnh Anh không có đấy à? Rồi bạn khác vậy nào, Loan, Loan đọc lại cho cô vậy nào. Cô em vẫn đấy mà. Dạ. Ủa thì đọc sao lên em, đọc chẳng nghe thấy cái gì thế. Rồi thế Quỳnh Anh đọc đi em. Thế sao tạo sứ tháng? Ừ. Cung sư tạo sứ tháng. Trung ủ của trai. Cung sư tạo sứ tháng. Ồ khiếp, chẳng nghe cái gì luôn ấy, Quỳnh Anh ở bé tí luôn ấy. Nha, bạn khác nào, Loan đâu, Loan đọc lại nữa cho cô nào. Dạ. Vâng ạ. Dạ, sứ tháng. Xuế à xuế cái gì? Xuế xiao, xuế xiao tợ. Xuế xiao tợ xí tháng. Ừ. Cung sư tợ xí tháng. Sứ tháng nhé, mọi người nào. Cung sư tợ sứ tháng. Cung sư tợ xí tháng. À, trung ủ của trai cung sư tợ xí tháng chi phan. À, đừng đọc là xí nhé, sứ em nhé. Sứ tháng chi phan. Sứ tháng chi phan. À, rồi, ok nhá. Anh Thanh vào rồi đúng không ạ? À, anh Thanh đọc lại cho em xem nào. Rồi ok, tiếp theo nào, chúng ta có từ gì đấy ạ? Cưa. Rồi cưa nhá. Vậy cưa này trong tiếng Trung là gì đấy ạ? À, ở đây chúng ta có thể dịch là cái này, con này, chiếc hoặc là quả. Vậy thì cưa này trong tiếng Trung người ta sẽ gọi với chức năng đó là gì? Lượng từ nha các bạn nhé. À, hôm nay chúng ta sẽ học một cái điểm ngữ pháp này cũng rất là quan trọng trong tiếng Trung. À, đó là lượng từ. Sẽ đi tìm hiểu xem là trong tiếng Trung có những lượng từ nào. Vậy lượng từ là cái gì? À, lượng từ là cái gì? Ừ, bây giờ sẽ đi giải thích cho các bạn qua về cái ý nghĩa của nó đã nhá, để chúng ta hiểu được thế nào là lượng từ đã. À, ví dụ như tiếng Việt của chúng ta, cô có một số các cụm từ sau này. Một quả táo đúng không? Hay là hai cái bàn, hay là ba con gà này, đấy, bốn cái bánh mì, hay là năm quả trứng đấy. Đây là gì? Các cụm danh từ mang số lượng cụ thể đúng không? Đây là các cụm danh từ mang số lượng cụ thể này đấy. Trong đấy này ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5 này, cái này nó gọi đây là gì? Số lượng đúng không? Ừ, gọi đây là số lượng đấy, số lượng. Thế còn ví dụ như là gì? Táo, bàn, gà hay là bánh mì hay là trứng này, thì tất cả cái này nó sẽ thuộc từ loại của danh từ đúng không? Ừ, từ loại của danh từ nhá. Thế còn các từ như là quả này, cái này, con này, hay là cái quả này, thì tiếng Trung ấy nó sẽ gọi đây chính là thành phần gì ạ? Lượng từ nha các bạn nhé. À, lượng từ, được chưa? Đấy. Vậy mình cứ hiểu nôm na là gì ạ? Lượng từ chính là gì đây? Hay nói cách khác nó chính là đơn vị từ trong tiếng Việt đấy. À, đơn vị từ trong tiếng Việt, đúng không? Vậy khi nào chúng ta phải sử dụng lượng từ đây? Khi mà các bạn nói đến một số lượng cụ thể của một danh từ nào đấy nhá. Khi chúng ta biểu đạt số lượng cụ thể của một danh từ nào đấy, thì bao giờ ấy, giữa cái số lượng và cái danh từ đấy, chúng ta cũng phải cho thêm lượng từ của nó vào, được chưa ạ? Đấy nhá.
Đây, chúng ta thường không thể nói là một táo được mà mình phải nói là một quả táo, đúng không? Thì nó mới đúng đầy đủ về mặt gọi là ngữ nghĩa được nhá. Còn một táo là kiểu dạng chúng ta nói tắt thôi, nói tắt thôi, chứ thực đầy đủ ngữ pháp thì nó sẽ không nói như thế. Như vậy phải nói là một quả táo. Đấy, được chưa ạ? Nhá, rồi. Đấy. Thế thì chúng ta để ý này, trong tiếng Trung ấy, cái lượng từ của nó rất là đa dạng nhá, lượng từ của nó rất là đa dạng và nó sẽ phức tạp hơn tiếng Việt. Ví dụ như tiếng Việt của mình ấy thường là gì? Cứ chỉ sự vật, đúng không? Thì chúng ta hay dùng lượng từ là gì? Sự vật. Mình chỉ cần dùng lượng từ là gì thôi? Dùng cái ạ. Ừ đúng rồi, cái đúng không? Ừ, nhá, sự vật nó kiểu như là các danh từ. Cái trước. Đúng rồi, cái với chiếc nhá. Thì tiếng Việt mình hay dùng cái với chiếc thôi. Nhưng ví dụ tiếng Trung nhá, cùng là danh từ chỉ sự vật, nhưng ví dụ như có thể là gì, cái bàn nó sẽ đi với một lượng từ riêng, cái ghế sẽ đi với một lượng từ riêng đấy, hay là cái máy tính sẽ đi với một lượng từ riêng, đúng không? Quần áo sẽ đi một lượng từ riêng, hay là quần đi một lượng từ riêng, thậm chí là áo đi một lượng từ riêng. Tức là các bạn tưởng tượng là nó sẽ đa dạng hơn tiếng Việt rất rất nhiều đó. Hay là ví dụ như tiếng Việt mình là biểu thị động vật, đúng không? Biểu thị các loài động vật thì mình hay dùng lượng từ là gì thôi? Con. Ừ con, đúng rồi đấy nhá, chính là lượng từ đấy, đúng không? Vậy thì biểu thị các loài động vật là tiếng Việt chỉ cần dùng con thôi, không cần biết con gì, miễn là động vật đều dùng là con hết, đúng không? Ừ đấy. Thế nhưng mà tiếng Trung thì khác nhá, có thể là con mèo sẽ đi một lượng từ khác đấy, con chó đi một lượng từ khác, hay là con voi đi một lượng từ khác, ví dụ như vậy, con cá đi một lượng từ khác. Vậy chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó đa dạng hơn tiếng Việt rất là nhiều, đúng không? Ừ đấy. Thế thì có một cái lượng từ mà người ta gọi là gì, sử dụng chung nhá, có thể gọi là thay thế cho các lượng từ khác, nhưng chỉ gọi là trong giao tiếp thôi, trong giao tiếp thôi. Đấy, đó là từ cưa này, từ cưa này. Đấy, thì nếu như trong trường hợp hoặc là ở giai đoạn ban đầu ấy, chúng ta không biết là cái danh từ đấy chính xác là phải đi với lượng từ gì, thì đa phần người ta hay dùng cưa nhá. Chúng ta cứ dùng cưa để thay thế, chỉ cần cứ nói đến số lượng của một danh từ nào đấy, nếu chúng ta không biết chính xác lượng từ của nó là gì thì chúng ta đều dùng cưa vào giữa hết, đúng không? Ừ, từ này chúng ta gặp rất nhiều lần rồi, gặp rất nhiều lần. Ví dụ nói là lẻng cưa chỉa chia đấy. Đấy, chính vì lý do tại sao mà trước đây chúng ta nói là hai chị gái, tiếng Việt của chúng ta thì trong trường hợp này không cần dùng lượng từ, nói mỗi hai với chị gái thôi, đúng không? Nhưng tiếng Trung bắt buộc phải có nhá. Tiếng Trung cứ nói đến số lượng của danh từ thì bắt buộc giữa cái số lượng và danh từ đấy chúng ta phải sử dụng lượng từ vào. Đấy, và nếu như chúng ta không biết nó là cái gì thì chúng ta cứ dùng cưa vào cho cô là được, đúng không? Thế còn sau này học lên cao hơn nữa, các bạn sẽ được học cụ thể, ví dụ đối với danh từ này thì người ta sẽ hay dùng lượng từ gì, đối với danh từ này sẽ hay sử dụng lượng từ gì, đúng không? Đấy, thế còn ở giai đoạn sơ cấp này thì có thể chúng ta sẽ hay gặp cái thằng cưa này nhất nhá, hay gặp cái thằng cưa này nhất, hiểu chưa? Ừ, đấy. Vậy cưa là mình có thể dịch tùy, có thể dịch là cái, có thể dịch là con, có thể chiếc hoặc là quả, nó sẽ tùy vào danh từ đi đằng sau nó là cái gì để chúng ta dịch cho nó phù hợp. Hiểu ý cái từ cưa này chưa, đúng không? Đấy nhá. Nào ví dụ thử nói cho cô xem nào, hai cái bánh bao thì sẽ nói như thế nào? Hai cái bánh bao nào, Ngọc Linh. Lẻng cưa bao chữ. Đúng rồi, lẻng cưa bao chữ, đúng rồi. Hai em trai, đúng không? Hai thằng em trai lại nói là gì ạ? Lẻo cưa đi thì đúng rồi, ba quả táo đi. Ba quả táo đấy, bây giờ lại dùng quả đúng không, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng cưa để thay thế. Vậy sẽ nói là gì? Ba quả táo. Săn cưa bính của. Đấy, săn cưa bính của, đúng không? Hiểu ý chưa? Đấy, hay là năm quả quýt. Năm quả quýt sẽ là gì? Ủ cưa trúy tự. Đấy, hình dung ra chưa? Đấy nhá, như vậy là mình không biết cái lượng từ đấy là gì thì mình có thể là gì, cứ dùng cưa để thay thế vào, đúng không? Rồi, ok, nhớ nhá. Vậy nhớ là khi nói đến số lượng của bất cứ một cái vật gì trong tiếng Trung là chúng ta phải sử dụng lượng từ vào. Đấy, một lát nữa đến phần ngữ pháp thì cô sẽ giảng kỹ hơn, sẽ giới thiệu thêm một số các lượng từ nữa, giới thiệu thêm một số các lượng từ nữa đi cụ thể với danh từ nào nhá. Rồi, ok. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta có chữ gì nữa đây ạ? Quản. Quản nhá. Quản này thì vừa có thể làm danh từ lại vừa có thể làm lượng từ được nhé các bạn nhé. Đấy, vừa là danh từ vừa làm lượng từ được. Dịch là bát hoặc là cái bát cũng được nhé. Bát hoặc là cái bát. Quản. Rồi, chữ quản này chẳng có xỉa nữa. Chữ quản này sẽ viết như thế nào đây? Cái bộ đầu tiên này này. Bộ này trong tiếng Trung gọi đây là bộ thạch nhé. Thạch tức là gì? Liên quan đến các cái như kiểu dạng đồ gốm sứ hoặc là nung nấu gì đấy đấy. Đấy, thì nó sẽ hay có cái bộ thạch này xuất hiện. Sau đó này, bên cạnh này. Đấy, chúng ta vẽ bộ miên trước, đúng không? Sau đó này, phải ngang gấp này và chéo xuống, được chưa? Đấy, và cái chỗ này cong móc cái này lên. Quản bát nhá. Đấy. Nào ví dụ bây giờ cô nói là một bát cơm, đúng chưa? Một bát cơm. Vậy bây giờ mình sẽ phải biểu đạt như thế nào đây? Hồng Hạnh, một bát cơm. Y quản khan.
Đúng rồi, y quán phan đúng không? Ừ, nhá, y quán phan hoặc y quán mì phan cũng được. À, nói cụ thể hơn, cơm trắng thì là mì phan đúng không? Y quán mì phan hay là y quán phan? Đấy. Một bát canh đúng không? Hạnh nào một bát canh này sẽ nói là gì? À, một bát canh là y quán tang. À, y quán, đọc rõ ra, y quán thang. Quán thang. Rồi, y quán thang, hiểu chưa? À, đấy nhá, y quán thang. Một bát canh trứng nào, canh trứng gà thì sẽ nói cụ thể hơn là gì? Y quán chi tan. À, y quán chi tan tang. À, đúng rồi, y quán chi tan thang đúng không? Ừ, đấy, một bát canh trứng gà, được chưa? Rồi, ok nhá. Đó. Năm quản sang nghỉ trưa chí quản phan. Quản sang nghỉ trưa chí quản phan tức là sao? Ai hiểu câu hỏi này không? Quản sang nghỉ trưa chí quản phan. Chỉ là cái gì nhỉ? Ờ, tuổi tối bạn ăn mấy bát cơm? À, tuổi đúng rồi. Xẻo phang nào, Phương? Ní quản sang trưa chí quản phan, Phương? Quản sang nghỉ trưa chí quản phan. Quản sang chứ y quản phan. Ờ, chứ y quản phan đúng không? Ăn một bát thôi hả? Thay xảo rồi đúng không? Ít thế. Được chưa nhá? Rồi, ăn mấy chị Mai? Nghỉ nó, nghỉ quản sang chứ chí quản phan. Quản sang chứ y quản phan đúng không? À, quản sang chứ y quản phan, được chưa? Chắc chị em toàn giảm béo hay sao ấy, được chưa? Dinh, nghỉ quản sang chứ chí quản phan, Dinh. Của... Ủa, bố chư phan. Ồ, ngoài sao bố chư phan đấy hả? Ồ, chẳng eo à? Chẳng thấy à? Chẳng thấy mà. Ờ, đấy, rồi, ok. Như vậy chúng ta có chữ quản nhá, là bát, đúng không? Đấy. Tôi muốn ăn hai bát cơm. Nào, dịch cho cô này một lần như thế nào? Tôi muốn ăn hai bát cơm nào, Hồ Thảo. Hòa sáng chưa? Lẻng quản phan đúng không? Ờ, chẳng có được hoặc giao được, mình cho học từ chẳng, mình dùng từ giao đi. Ờ, ủa giao chư lẻng quản phan đúng không? Ừ, tôi muốn ăn hai bát cơm. Ba Loan nào, Loan đọc lại tất cả các cụm này cùng một lần nhá. Lẻng quản, y quản phan, y quản phan, y quản phan, y quản phan, y quản chi tan tang, chi tan thang, của treo. Ờ, chư lẻng quản phan. Lẻng quản phan đúng không? Ừ, lẻng quản phan. Vâng, củ chia chư lẻng quản phan. Ờ, đúng rồi. Anh Thanh nào, anh Thanh đọc lại ạ. Vâng ạ. Y quản phan. Y quản chi tan thang. Của gieo chư lẻng quản phan. Ừ. Rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta có từ quản là bát nhá. Ừ. Ở trong sách các bạn thì còn có một số các cái từ liên quan đến cái gì nữa nhỉ? Xuế xí dung khỉn nữa đúng không? À, bên cô chưa đưa vào đây nè. À, bên dưới mới học rồi. Ở đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn luôn một số các lượng từ luôn này, học luôn ngữ pháp của này nhá. Rồi. À, cái phần lượng từ này thì các bạn có thể nhìn ở cái phần ngữ pháp của cái bài số 10 này nhá. Đấy, lượng từ. Rồi, bây giờ sẽ đi học một số các lượng từ cơ bản nhá. À, hôm nay sẽ giới thiệu bạn một số các lượng từ cơ bản ở trong tiếng Trung. Đầu tiên, cái lượng từ này là lượng từ hay gặp nhất này. Chen, ừ, nhá, cưa lúc nãy thì là hay gặp rồi thì không nói nữa rồi đúng không? Đấy, thứ hai này chúng ta có lượng từ chen. Vậy thì chen này nó sẽ hay làm lượng từ cho những vật như thế nào? Nó sẽ có một số các cái quy luật đấy, là một số các quy luật, ví dụ cái danh từ như thế nào hay là cái sự vật có hình dạng như thế nào thì nó sẽ hay sử dụng lượng từ gì đấy nhá, nó sẽ đưa về một số các quy luật như vậy. Vậy thì chen nó sẽ hay làm lượng từ cho quần áo nhé các bạn nhé. Đấy, chen này sẽ làm lượng từ cho các danh từ chỉ quần áo hoặc là các loại áo thôi, các loại áo riêng thôi. Còn nếu mà để chỉ quần ấy, nó lại sử dụng lượng từ khác nhé. Dành cho các loại áo hoặc là cả bộ quần áo, à, cả bộ quần áo thì sẽ sử dụng là chen. Thế còn nếu mà quần thì nó lại sử dụng lượng từ khác. Thì sau này mình học xong. Học áo trước đã và các loại áo trước đã. Đấy, chen. Vậy ví dụ muốn nói là gì ạ? Một bộ quần áo đúng không? Ừ, một bộ quần áo thì chúng ta sẽ phải biểu đạt như thế nào? Cứ lần lượt thôi. Một bộ quần áo. Vậy sẽ đọc là gì đấy ạ? Ờ, y chen gì nhỉ? Y phụ nhá. À, y chen y phụ. Đấy. Một bộ quần áo. Hoặc là gì ạ? Chiếc áo len này nhá. Ờ, đây. Vậy thì lượng từ này lúc nãy cô nói là gì? Khi nào sử dụng lượng từ nhỉ? Khi mà chúng ta nói đến số lượng của một danh từ đúng không? Thì chúng ta phải sử dụng lượng từ đây. Một bộ quần áo thì đây là số lượng của bộ quần áo rồi. Có số lượng cụ thể rồi, có danh từ rồi thì bắt buộc ở giữa phải có lượng từ vào. Và trường hợp nữa, một trường hợp số 2 nữa, là người ta cũng hay sử dụng lượng từ đó là gì đấy ạ? Cái lượng từ nó hay đứng giữa cái từ này này. Chưa. Hoặc là na nhá. Đấy, chưa và na.
sau đó này sẽ hay đến lượng từ và sau đó sẽ đến thành phần danh từ nha các bạn nhé. Đấy, sau đó đến danh từ. Đấy, lượng từ nó còn hay đứng ở vị trí này nữa này. Khi mà chúng ta muốn nói là cái gì gì đấy này hay là cái gì gì đấy kia nhá. Đấy, thì cứ có chữ này với chữ kia này này thì mình sẽ hay phải sử dụng thêm cả lượng từ vào giữa nữa. Đấy, hay sử dụng lượng từ vào giữa. Và cái công thức của nó là gì ạ? Cái chữ chưa và chữ na, chữ này và chữ đây nó sẽ đưa lên trước, sau bắt đầu mới đến lượng từ và sau bắt đầu mới đến danh từ nhá. Cái này nó sẽ hơi ngược với tiếng Việt này. Ví dụ cô có câu này đây này, chiếc áo len này đúng không? Vậy mình đi phân tích, chiếc ở đây sẽ là lượng từ đúng không? Chiếc ở đây sẽ là lượng từ này. Đấy, áo len là danh từ rồi, áo len là danh từ, vậy áo len phải cho lên cuối. Đấy, áo len phải đưa về cuối nhá. Này bây giờ là gì ạ? Là cái từ chưa ấy ạ. Ừ, cái từ chưa ngoài nghĩa là đây ra nhá, lần trước mình học từ chưa là đây đúng không? Nó còn có nghĩa là này nữa. Đấy, cái từ chưa này. Đấy, thì lúc này chưa lại phải đưa lên đầu. Nhá, cái cụm này nó sẽ hơi bị đảo với tiếng Việt một chút. Chiếc áo len này thì lại phải nói này trước này. Sau bắt đầu đến lượng từ, sau mới đến danh từ. Đấy. Hay là ví dụ nói là chiếc áo len kia. Thì cái từ kia mình có từ na đúng không? À, na là trước mình học rồi. Đấy, na là kia đó đấy. Vậy thì chiếc áo len kia thì mình vẫn phải đưa từ kia lên trước, từ na lên trước, sau mới đến lượng từ và sau đến danh từ. Đấy. Cái chỗ này nó biểu đạt hơi khác một chút nhá, hơi khác một chút. Vậy sẽ nói là chưa chen máu y. Ở đây nó từ áo len ạ. Áo len sẽ đọc là máu y nhá. À, máu y. Vậy áo len nó cũng là loại áo đúng không? Để chỉ một trong các cái loại áo đấy thì người ta cũng hay sử dụng lượng từ chen này. Hay là áo sơ mi, áo sơ mi bên dưới đọc là cái gì đấy ạ? Áo sơ mi đọc là chân san, cho nó có từ áo sơ mi ạ, đọc là chân san. Chân san nhá, áo sơ mi. Đấy, vậy hai chiếc áo sơ mi đúng không? Lại là gì? Thấy số lượng cụ thể rồi. Vậy cứ có số lượng cụ thể thì lại phải có lượng từ vào. Vậy các bạn phải nói là lẻng chen chân san. Hình dung ở chỗ này chưa? Lẻng chen chân san nhá. Đấy, như vậy cô nói lại lần nữa này, khi nào sử dụng lượng từ đây? Thứ nhất đó là gì? Khi nói số lượng của một danh từ đúng không? Thì giữa số lượng và danh từ phải có lượng từ vào giữa. Như vậy sẽ có công thức số 1 sẽ là số lượng này cộng lượng từ và cộng với cả danh từ nhá, được chưa? Trường hợp số 2 sử dụng lượng từ đó là gì? Trước nó sẽ là có từ chưa. Chưa mình hay dịch là này và na thì dịch là kia. Đấy. Sau đó này sẽ phải cộng với lại lượng từ nhá và cộng với lại cả danh từ nữa. Đấy, thì đây là hai trường hợp mà lượng từ sẽ sử dụng, lượng từ sẽ phải sử dụng. Rồi. Đọc cho cô ba cái cụm này xem nào. Ừ nhá, chúng ta sẽ vừa luận đọc còn các bạn khác sẽ vừa chép nhá. Thì nhà chị Mai nào, chị Mai đọc cho em ba cụm này xem nào. Y chen y phu. Ừ. Chưa chen máu y. Ừ. Lẻng chen chân san. Ừ, nào ví dụ đặt một câu xem nào. Hôm nay tôi đi mua một bộ quần áo và hai chiếc áo sơ mi đúng không? Thì sẽ nói như nào? Hôm nay tôi đi mua một bộ quần áo và hai chiếc áo sơ mi. Trên thiên ở chi mài y chen y phu ở cửa cái gì nữa ạ? Hai chiếc áo sơ mi nữa đúng không? Cửa lẻng chen chân san. Đúng rồi, rất tốt, hiểu ý chưa? Lại nhá. Phương nào? Phương đọc lại cô nào. Y chen y phu chưa chen máu y lẻng chen chân san. Nào ví dụ nói là bạn trai tặng tôi một chiếc áo sơ mi đi đúng không? Thì sẽ nói như nào? Bạn trai này tặng tôi một chiếc áo sơ mi, tặng là chúng ta có động từ gì nhỉ? Ai nhớ? Sung. Sung. Ờ đúng rồi, sung. Mình học trong cái bài sinh nhật đấy đúng không? À đúng rồi, chúng ta có từ sung là tặng. Ờ. Nán bằng hiểu sung cái của. Ừ. Lẻng gì? À y gì? Tặng à, một chiếc áo sơ mi đi. Ừ, y chen. Y chen. Chân san. Chân san. À đúng rồi nhá, đấy. Nam bằng nhiêu sung của là được rồi đúng không? À nam bằng nhiêu sung của y chen chân san, hiểu chưa? Ừ, đấy. Hay là gì? Mẹ đúng không? Ừ, mẹ cho tôi một chiếc một bộ quần áo đi, mẹ cho tôi một bộ quần áo nào. Ừ, thì nhờ thì nói cho cô câu này xem nào. Phương Thảo, mẹ cho tôi một bộ quần áo. Mama, wata mama gei wo y chen y phụ. À rồi ok đấy. Mama kéo y chen y phụ. Thì nghe chỗ này chưa? Đấy, như vậy nhớ nhá. Chen sẽ là lượng từ hay đi với các cái liên quan đến quần áo và các loại áo đúng không? Hoặc ví dụ bây giờ hỏi cho cô này xem nào. Bộ quần áo này bao nhiêu tiền đúng không? Nào, bộ quần áo này bao nhiêu tiền đi. Nghe thấy chữ này chưa? Cứ nhìn thấy là cái gì gì đến này đúng không? Thì mình cũng lại nhớ là phải đưa về cái dạng đó là chưa. À, sau đó cộng với lượng từ cộng danh từ. Vậy bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Chưa. Đúng rồi. Chưa chen y phu. Tua xảo
tôi sẽ chén. Ờ, đúng rồi đấy nhá, ví dụ đấy chúng ta đi mua quần áo đúng không, thì sẽ hỏi là ờ chỉnh quân chưa chen y phụ tôi sẵn chén, hiểu chưa? Ừ, đấy. Hay là chưa chen máu y đúng không, tôi sẵn chén, chiếc áo len này thì bao nhiêu tiền đấy, hiểu chưa? Rồi, ok, như vậy chúng ta có từ chen nhá. Quỳnh Anh đâu, đọc lại nữa cho cô đi. Y chen y phú. Ừ. Chơ chen máu y. Ừ. Liệng chen chen chen. Ở đâu? Ừ, chân san. Ừ, rồi ok, chân san. Tiếp theo chúng ta có lượng từ số 2 ạ. À, lượng từ để đọc là bả nhé. À, bả. Viết được không? Cái này dễ viết hơn đúng không? Ừ, bả. Vẫn dịch là gì ạ? Vẫn dịch là cái chiếc đúng không? À nhá, đấy các bạn thấy không ạ? Vẫn dịch là cái chiếc thôi. Mà vẫn dùng cho danh từ cho sự vật sự việc đúng không ạ? Sự vật đúng không? Ừ. Tiếng Việt thì dùng cái chiếc là cho hết tất cả mọi thứ, nhưng mà tiếng Trung thì nó phân biệt rất nhiều. Đấy. Vậy thì cái từ bả này nó sẽ làm lượng từ cho những cái danh từ mà có cái hình dạng như thế nào? Người ta nói là gì ạ? Đa phần nhá, đại đa số bả sẽ làm lượng từ cho những vật người ta gọi là có cán, có tay cầm hoặc là có chuôi nhá. Đấy, những cái vật dụng gì ấy mà nó có dạng là có cán này, có tay cầm hoặc là có chuôi thì khi sử dụng lượng từ người ta sẽ hay dùng cái từ bả này. Ví dụ những cái gì mà hay có tay cầm, có cán, có chuôi đây? Chổi. Ô. Ờ, à, đúng rồi, cái ô đây này đúng không? Hay là gì ạ? Ngoài cái ô ra còn cái gì nữa ạ? Con dao. Ờ, đúng rồi, con dao rất tốt. Đúng rồi, con dao. Đúng rồi. Nhá, dao cũng có cái chuôi đấy đúng không ạ? À, hoặc sau này mình học cái kéo, cái kìm, cái liềm đấy. Tất cả những cái dạng vật dụng, thậm chí là cái chổi ạ, cái chổi đấy. Những cái vật dụng nào mà cứ có cán có tay cầm là mình cứ đưa hết về từ bả cho cô, được chưa? Đấy. Vậy nó sẽ có những cái gọi là công thức đúng không? Hay là có những cái gọi là đặc điểm chung để chúng ta có thể là ồ, biết được là cái vật này nên dùng lượng từ gì, hiểu chưa? Đấy. Nhưng đấy chỉ là 99% theo cái công thức đấy thôi, còn sẽ có một số các cái gọi là từ đặc biệt. Ví dụ như ở bên dưới này cô có cái ghế đây. Cái ghế mà chúng ta ngồi ấy, à, cái ghế chúng ta ngồi hàng ngày ấy, đấy thì cái ghế đấy mặc dù nó không có cán, không có cán, có tay cầm, cái chuôi gì hết đúng không ạ, nhưng mà khi sử dụng người ta cũng gì ạ, hay sử dụng cái từ bả để làm lượng từ đấy. Nhưng cái này nó là trường hợp đặc biệt thôi nhá, trường hợp đặc biệt thôi, còn đa phần những cái gì mà cứ có cán, có tay cầm, có chuôi là chúng ta cứ cho bả vào, hiểu chưa? Đấy, nào vậy ở đây hướng dẫn cái từ cái ô ạ. Ừ, cái ô trong tiếng Trung đọc là gì đấy ạ? Chúng ta có từ úy sản nhá. Ừ, úy sản. Úy sản là cái ô, danh từ ô. Trong đó nếu mà các bạn tách ra nhé, dụy này có nghĩa là mưa đấy. Ờ, dụy là mưa, sản là ô. Ví sản ý là cái ô che mưa đấy. Đấy chưa? Nên mình dịch chung chung là cái ô thôi. Đấy. Vậy thì một cái ô, một cái ô người sản là gì thôi ạ? Y bả, ví sản nhá. Ừ, y bả, ví sản. Hay là gì, chiếc ô này thì sẽ hỏi như thế nào? Nếu mà nói là chiếc ô này thì lại phải bị đưa về biểu đạt theo kiểu gì? Chưa bả, ví sản, đúng rồi. Đấy, ví dụ hỏi là chưa bả ví sản tôi sỏ chén, đúng không? À, chưa bả ví sản tôi sỏ chén. À, cái ô này thì bao nhiêu tiền hả chị? Đấy, ví dụ đi mua bán đúng không? Ừ, nhá, hình dung qua chưa? Chưa bả ví sản. Hay là gì, ủa mấy hiểu ví sản, đúng không? À, ủa mấy hiểu ví sản tôi không có ô. Đấy, ví dụ thế. Thế động từ mưa thì nó dùng từ gì có biết không? Dụy là danh từ là mưa thôi. Thế còn động từ của nó sẽ dùng từ này nhé. Sa dụy. Đấy. Nếu mà các bạn muốn biểu thị là ô trời mưa rồi thì nó hay dùng động từ này. Sa dụy lơ nhé. À, sa dụy lơ. Đấy, cho thêm từ mới này luôn này. Sa dụy lơ khuấy cha bà. À, sa dụy lơ khuấy cha bà. Nghĩa là sao? Sa dụy. Động từ trời mưa. Sa nghỉ nhá, trời mưa. Nào ví dụ cô câu này, Jin tian sa yu, wo bu qu shang ke, à hay là wo bu qu xue xi đi, shang ke chưa học. Nào, Jin tian sa yu, wo bu qu xue xi, câu này hiểu như nào? Hôm nay trời mưa tôi không đi học. Ừ, đúng rồi. Hay là gì ạ? Trên thiên xa dụy đúng không? Của bú truy cung chua. Hôm nay trời mưa nên tôi không đi làm. Đấy, nhìn thấy chưa? Vậy mình có từ xa dụy là động từ trời mưa. Nhá. Còn dụy sẵn là cái ô.
hay là sa gỉ lơ tan sư của mấy hiểu ý sản đúng không? Mưa rồi nhưng mà tôi lại không có ô. Đấy. Ý sản. Rồi, tiếp theo này, hoặc là gì ạ? Cái tả này còn đi lượng với lượng từ cái ghế nữa nhá. Đấy, cái ghế trong nội dung đọc là ỷ chữ ạ. À, ỷ chữ. Ghế. Vậy cái ghế làm bằng gỗ đúng không? Đấy, nên nó có cái bộ mộc đây này. Đấy, cô dẫn cách viết một chút nhá. Bộ mộc để thể hiện gỗ đúng không? Đấy. Ghế ngày xưa mà toàn làm bằng gỗ thôi. Sau đó này, trên nó là như kiểu cái chữ ta là to đấy. Đấy, bên dưới là cái nửa dưới của chữ cưa trong từ cưa cường đúng không? Đấy, cả cái chữ này đọc là ỷ. Ỷ chữ. Cái ghế. À, ok. Phương Thảo nào, Phương Thảo đọc cho cô hai cụm này lần nữa nhé. Y bà ý sản. Ừ. Y bà ý chữ. À, đổi lên y bà ý chữ. Ý chữ. Ừ, rồi, ok. Đấy, y bà ý chữ đúng không? Nhá. Okay, ok. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ pay ạ. À, pay. Đấy, pay thực ra chúng ta học rồi đúng không? Đấy. Cốc. Thế cái từ cốc này vừa là danh từ nhưng nó cũng có thể làm lượng từ nhá, có thể làm lượng từ được. Đấy, như vậy chúng ta hiểu là ví dụ nói là y pay xuẩy thì ngoài pay nó phải đóng vai trò là lượng từ, hiểu chưa? Ừ, đấy. Pay. Thì những cái gì mà theo kiểu dạng dung dịch đúng không? Cái này thì là thường là gì? Những cái gì là dung dịch thì chúng ta sẽ hay dùng cái này thôi. Cốc mà cốc thì thường là để đong hoặc là đo dung dịch. Đấy, nên là sẽ dùng từ pay. Thì từ này thì sử dụng y như tiếng Việt rồi, thì cái này không nói à, không 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 khó, quen này không nói không khó đúng không nhá. Một cốc gì đó, hai cốc gì đấy nào. Ví dụ cô có ba ví dụ này đây. À, Hồ Thảo nào đọc cho cô ba ví dụ thế này. Một cốc nước. Ừ, đọc là gì đây? Càng tay. Ừ, một cốc nước. Một cốc nước. Y bay suối. Ừ, hai cốc trà sữa nào. Làm bê nạ. Ừ, rồi, ba cốc bia. San bê phí chiểu. À, san bê phí chiểu, đúng chưa? À, nhá. Anh Hà Thanh ạ, à, chai túi đen nhá. Anh Hà Thanh đọc lại nữa nào. Vâng. Y bê xoài. Ừ. Làm bê nạ trả. San bê phí chiểu. À, rồi, san bê phí chiểu, đúng không? Rồi, ok. Dinh nào. Y bê xoài. Lẻng bay nải trá, san bay phí chiểu. Rồi, ok. Đấy, dễ không nhá? Đấy, thì từ này chúng ta giống như tiếng Việt thôi. Tiếp theo chúng ta một từ nữa đọc là thính. À, thính. Thính. Đấy. Cái từ này cũng vừa là danh từ nhưng vừa có thể làm lượng từ được. Những cái gì mà cứ đóng bằng chai, bằng lọ, bằng bình thì chúng ta đều sử dụng từ thính này để làm lượng từ cho nó. Nào, Hương dẫn viết qua chữ thính nhá. Chữ thính này có vẻ khó biết hơn đúng không? Đấy. Và thêm bên trái trước đi, trên nữa. Vậy hai cái này trước, đúng không? Hai cái dâu trước. Sau đó này, hai nét ngang. Đấy, hơi cong cong một chút xuống. Sổ bên cạnh này, ngang. Sau đó này, sổ móc lên. Ngang. Móc lên và chấm nhá. Từ đọc là thính. Chai lọ bình. Rồi, ví dụ ở đây cô có một số các cái danh từ đây, chẳng hạn như nói là một chai nước hoa đúng không? Đấy nhá. Vậy thì nước hoa chúng ta sẽ dùng như nào đây? Nước hoa sẽ đọc là xiang shui nhá. Shui thì là nước lọc không? Xiang mà đúng một mình có nghĩa là hương thơm. Đấy, bạn nào mà tên là Hương hoặc bạn nào mà tên là Thơm người ta sẽ lấy cái tên này. Đấy, nước hoa tức là nước thơm đúng không? Nước có mùi hương đấy, hiểu chưa? Đấy, như vậy nó gọi là xiang shui. Vậy mình có từ là y thính xiang shui, là một chai nước hoa. Nào, bạn trai tặng tôi một chai nước hoa đúng không? À, nào, ngày mùng 8 tháng 3, chồng tôi đi tặng tôi một chai nước hoa nào. Sẽ nói câu đấy như thế nào? À, chị Mai, nào, ngày mùng 8 tháng 3, chồng tôi tặng tôi một chai nước hoa. Sắp đến rồi, mùng 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 nói là gì? À, san dê, ba, hao. Đúng rồi, của tợ lão công. Lão công sung ở y bình, sang... Xoay. À đúng rồi nhá, y kính xăng xoay, đúng chưa? Ừ, đấy. Hoặc là ví dụ hỏi cho cô này xem nào, Dinh, bình hoặc là chai nước hoa này bao nhiêu tiền đi, đúng không? Ừ, chai nước hoa này bao nhiêu tiền?
chưa y bình trang sợi tua sản chén. Không cần phải y nữa nha, em chỉ cần nói là chưa bình trang sợi là được rồi, bỏ y đi. Đấy, chưa bình trang sợi tua sản chén, đúng không? Đúng rồi. Nào, ví dụ nói là chai nước hoa này 2 triệu sẽ nói như nào? Nhớ 2 triệu không? 2 triệu biểu đạt như nào nhỉ? Nào, chai nước hoa này 2 triệu. Vậy sẽ là gì đấy? Lén bài quan. Vậy, chưa phính xăng sợi làm sao nhỉ? Chưa phính xăng sợi. Ừ, lén bài quan. Ờ. Lén bài quan. Ừ, nhớ cách đọc số không? Hay quên sạch rồi. Cái lùi 4 chữ số đúng chưa? Ờ, rồi ok. Đấy, hai ví dụ cô có đây là hai chai Coca đấy, mình sẽ nói là lẻm phính khở lưa đúng không? Ừ, lẻm phính khở lưa. Thì phính này thì thường cũng hay làm lượng từ cho những kiểu dạng dung dịch đúng không? Ờ, dung dịch đấy. Hay là na phính chiểu, ví dụ mình nói là chai rượu kia. Đấy, vậy cứ nhìn thấy cái từ kia với đây thì là phải dùng chưa với na thì cũng phải đưa về dạng lượng từ như này. Na phính chiểu nhá. À, na phính chiểu sư sấy tọ. Nào, na phính chiểu sư sấy tọ nghĩa là sao? Cô câu là ờ, na phính chiểu chai rượu kia của ai? Ờ đúng rồi, chai rượu kia của ai vậy, đúng không? Tuầy đúng rồi, đấy nhá. Đấy. Na phính chiểu sư lão cung. À, sư lão cung tọ đúng không? Ừ, cái chai bình rượu kia là của chồng tôi chả thế. Chưa? Vậy hiểu cái từ phính này chưa? Nhá, vậy dịch là chai bình nọ thôi. Rồi, các bạn đọc lại cho cô xem nào, không hạnh nào. Dạ. Y bình sang sủy, nẻng bình khở nưa, na bình chiểu. Ờ, na bình chiểu, ngon rồi. Bạn khác nào? Thì nhờ đây. Ngọc Linh. Y bình sang sủy, nẻng khở lưa, na bình chiểu. Ừ, na bình chiểu, đúng không? Rồi ok, vậy chúng ta có từ phính nhá. Tiếp theo ạ. Có từ bẩn ạ. À đây, cái lượng từ này cũng rất hay gặp nhá, bẩn. Đấy, vậy thì bẩn sẽ hay làm lượng từ cho những cái gì? Sẽ làm lượng từ cho những cái danh từ mà theo kiểu dạng đóng thành quyển, thành cuốn đúng không? Ừ, cái này thì cũng giống với tiếng Việt này, cái này giống với tiếng Việt nhá, bẩn, quyển, cuốn. Mình không thể nói là một cái sách được đúng không? Ừ, không thể nói là ý cơ su được đúng không? Ừ, đấy kiểu như thế. Phải nói là một quyển sách hay một cuốn sách chứ, đúng không? Đấy thì tiếng Trung cũng như vậy nhá. Đấy. Nào vậy một quyển sách, một cuốn sách sẽ nói là gì đây? Y bẩn su đúng không? Ừ, y bẩn su đấy. Hay là cuốn sách này đúng không? Cuốn sách này sẽ biểu đạt là gì? Ờ, gì nhỉ? À, ai đây? Cuốn sách này nào? Ờ, Phương Thảo, cuốn sách này sẽ biểu đạt như nào? Sư tợ chưa bẩn, ừ, thế em phải nói là chưa bẩn su, ừ. Ừ, cuốn sách này sẽ phải nói là chưa bẩn su đúng không? Ừ. Ví dụ nói là cuốn sách này rất khó đi, cuốn sách này rất khó sẽ là gì? Chưa bẩn su khẩn nán. À đúng rồi, chưa bẩn su khẩn nán đúng không? Ừ, chưa bẩn su khẩn nán, hiểu chưa? Đấy. Rồi bên dưới chúng ta có hai cái danh từ chúng ta chưa được học này đúng không? Chúng ta có từ tạp chí á, tạp chí trong tiếng Trung đó là gì đấy ạ? Giá trư nhá, giá trư tạp chí. Có biết được không? Cô phóng to ra đây nhá. Giá này. Trên là chữ chiểu đấy. Bên dưới này. Giá trư, tạp chí nhá. Vậy tạp chí này cũng sẽ hay nói đóng thành cuốn, thành tập đúng không? Vậy sẽ phải nói là gì? Chẳng hạn cô có là hai cuốn tạp chí đấy. Phải nói là lém bẩn giá trư. Ừ, lém bẩn giá trư. Hoặc là từ điển ạ. À, đây từ điển. Từ điển chúng ta sẽ có từ gì đây? Từ đọc là chứ đẻn nhá. Chứ đẻn. Chứ đẻn. Đấy, từ điển. Hán ngữ chứ đẻn là từ điển tiếng Trung đấy, đúng không? Ừ, Hán ngữ chứ đẻn nhá. Từ điển. Vậy thì một cuốn từ điển hay hai cuốn từ điển đúng không? Đấy, cứ nói đến số lượng mình phải cho cái từ lượng từ bạn. Sẽ là san bật chứ đẻn, à ba cuốn từ điển. Biết được chữ chứ không? Chứ này. Đẻn.
词典từ典。Rồi, ok, đọc lại cho cô xem nào. Anh Hà Thanh nào, anh Hà Thanh đọc lại ba cụm này nhé. Vâng. Y bản su, lèng bản trá trư, san bản sứ tẻ án. Rồi, ok, Loan nào, Loan đọc lại nào. Dạ, bản, y bản su, lèng bản trá trư, san bản trí chí đẹp à, san bẩn chứ đẹp nhé, ừ, sẽ đọc là san bẩn chứ đẹp à, dạ, ok. Vậy hiểu từ bẩn này chưa? Tiếp theo chúng ta có từ này đấy ạ, trang nhá. À, từ này thì sẽ hơi khác với tiếng Việt một chút này, trang. Trang này là trong cái từ gì nhỉ? Trong từ trang tung đấy, các bạn nhớ không? Trương Đông đấy. Đấy, vậy sẽ thấy là sao? Từ này vừa có thể làm họ tên được đúng không? Ừ, ví dụ giới thiệu là ủa sinh Trang đấy, tôi họ Trương. Hay là Trang Tung, Trương Đông, chào cậu đấy, hiểu không? Ừ, đấy, vậy khi là họ tên thì nó sẽ dịch là họ Trương. Thế ngoài ra cái từ Trang này còn có thể làm lượng từ được nhá. À, đấy, nó sẽ có hai ý nghĩa. Làm lượng từ. Vậy cái từ Trang này sẽ hay làm lượng từ cho những vật như thế nào? Người ta nói là gì ạ? Những cái vật gì ấy, những cái sự vật gì mà nó có dạng mặt phẳng là một này. Đấy. Hoặc là như kiểu dạng nó mặt nó kiểu nó dẹt dẹt hoặc mỏng mỏng ấy ạ. Ừ nhá, dẹt dẹt mỏng mỏng hoặc là thành kiểu thành tờ hoặc thành tấm ấy ạ. À, thành tờ, thành tấm. Đấy. Thì người ta sẽ hay dùng lượng từ là Trang. Ví dụ những cái gì mà kiểu thành tờ, thành tấm và mặt phẳng đây, tờ báo của chúng ta đúng không? Đấy, hay là cái trang giấy ạ, à, đúng không? Trang giấy đấy nhá, hay là cái bảng mà chúng ta viết ấy, đấy cái bảng mà chúng ta viết, mặc dù nó rất là to, nó cồng kềnh nhưng mà làm sao ạ? Cái hình dạng của nó là dạng kiểu như là bề mặt phẳng, à đấy, kiểu mặt phẳng như thế. Hoặc là cái bàn nhá, cái bàn mà chúng ta ngồi học hay là ngồi nói chung là ngồi làm gì làm đại loại là cái bàn đấy. À, thì người ta cũng sử dụng lượng từ là trang này bởi vì sao ạ? Cái mặt bàn của nó cũng là kiểu dạng mặt phẳng, hình dung chưa? Đấy, hay là bức ảnh đúng không? Bức ảnh ấy ạ. Đấy, bức ảnh. Bức tranh đúng không? Bức ảnh hoặc bức tranh đấy, nó cũng đều kiểu dạng mặt phẳng và dẹt dẹt như thế thì người ta sẽ đều sử dụng lượng từ là trang hết nhá. Đấy. Được chưa? Dịch thì chúng ta sẽ tùy, bởi vì cái từ trang này nó đi với rất nhiều lượng từ đấy, thì chúng ta sẽ tùy vào cái danh từ để mà chúng ta lựa chọn cái từ cho nó phù hợp. Có thể dịch là cái, có thể dịch là chiếc đó, nhưng mà đôi khi lại dịch là tờ đúng không, đôi dịch là tấm, thậm chí là dịch là bức đấy, rất nhiều nghĩa nhá, rất nhiều nghĩa. Mình phải phụ thuộc vào danh từ để mà dịch làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây câu số 1, à, cụm số 1 cô có từ là bao chử. Ừ, nếu mà tách ra này, bao chử ở đây có nghĩa là báo nhá, báo chí. Đấy. Vậy nói là y chang bao chử đúng không? Thì lúc này không thể dịch là một cái báo được, đúng không ạ? À đấy, cũng không dịch một chiếc báo được mà lại phải dùng cái từ gì đi, cái từ báo đây? Tờ đúng không? Đấy nhá. Đấy, một tờ báo, y chang bao chử. Hay là gì ạ? Chiếc bàn này, à, thì lúc này bàn thì lại không thể dịch là tờ bàn hay tấm bàn được, phải dịch là cái bàn hoặc chiếc bàn đúng không? Đấy, lại phải dùng cái hoặc chiếc ở đây. Mình nghe chưa? Đấy, vậy cái bàn của chúng ta ngồi đấy dạng mặt phẳng, bàn đọc là chua chữ nhá. À, chua chữ. Vậy chiếc bàn này thì phải đổi này lên trước. Chưa trang chua chữ. Đấy, chưa trang chua chữ. Hay là ba bức ảnh ạ. Ba bức ảnh sẽ đọc là gì đây? San trang chào phiền, ở san trang chào phiền đúng không? Ừ, bức ảnh nhá, hoặc là tấm bản đồ, ở đấy bản đồ nó cũng kiểu phẳng phẳng dẹt dẹt đấy, sẽ nói là y trang tì thú nhá, từ đọc là tì thú bản đồ, đấy, cô đọc lại một lần nhá, y trang bao chữ, y ở chưa trang chua chữ, san trang chào phiền và y trang tì thú nhá, đấy rất nhiều nhá. Còn rất nhiều các danh từ khác nữa đúng không ạ? Chúng ta xét, cứ xét xem là cái danh từ đấy nó có hình dạng như thế nào để mình lựa chọn lượng từ cho nó phù hợp. Nào, đọc lại cho cô xem nhá. Gì nhỉ? Hồng Hạnh nào. Dạ. Y chan bao chữ. À, chua trang. Chua chữ. Chua chữ. À, san trang. Sang trang. Chao pen. Y chan ti thú. Y chan ti thú. Đúng không? Rồi, ok. Bạn khác nào? Lại nữa cho cô nhá. Gì nhỉ? Hồ Thảo nào.
Y trang bao chữ. Chưa trang chua chữ. San trang trao biên. Y trang đi thú. Y trang đi thú. Được chưa? Rồi, ok. Bạn khác nào? Lại lần nữa cho cô nào? Thì nhẹ. Học lên. Y trang bao chữ. Bao chữ nhé, đừng đọc bao chữ. Nếu mà chúng ta đọc bao chữ nó thành cái bánh bao rồi ấy. Đọc là bao chữ cho cô. Y trang bao chữ. Y trang bao chữ. Chưa trang chua chữ. Chua chữ. San trang trao biên. Y trang đi thú. Y trang đi thú. Được chưa? Rồi, ok. Đấy. Thì nhà anh Thanh nào? Anh Thanh lại nữa nhé. Vâng. Vâng vâng. Y trang bao chữ. Chưa trang chua chữ. San trang treo phèn. Trang ti thú. Hết rồi cô. Rồi ok nhá. Xiao Phương nào lại lần nữa. Em đọc à cô? Không ạ. Xiao Phương Phương. Y trang bao chữ, chưa trang chua sự, san trang trao phiên, y trang ti thú. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta có từ trư, trư nhá. Chư. Vậy thì chư này các bạn thấy là gì? Chúng ta cũng dịch là cái trước. Đấy, cũng dịch là cái hoặc là trước nhá. Thế nhưng mà làm sao ạ? Thường là sao? Nó sẽ hay làm lượng từ cho cái gọi là lượng từ dành cho bút nhá. Riêng dành cho các loại bút thôi. Dành cho các loại bút thì người ta sẽ hay sử dụng từ chư. Đấy, nó lại dở hơi thế đúng không? Văn nói nhá, văn nói thì thôi, nếu các bạn không biết các bạn dùng cưa cũng được. Dùng cưa cũng được, hiểu không ạ? Đấy, nhưng nếu mà ví dụ đi thi ấy, đi thi và cố gắng là sử dụng bằng đúng bằng cái lượng từ của nó thì nó sẽ chính xác hơn. Bút nào, bút trong chung đọc là cái gì đây? Bỉ, bỉ nhá, bỉ là bút. Chữ bỉ này viết như nào? Hướng dẫn này. Ở bên trên thì các bạn viết như kiểu hai cái chữ K ấy, nhỉ? Hai chữ K đổ ngược ngược ra. Đấy, ở bên dưới này. Bỉ. Bút ạ. Như vậy ví dụ nói là một chiếc bút đúng không? Mình sẽ nói là gì đây ạ? Y chư bỉ nhá. Y chư bỉ. Đấy. Hay là chưa chư bỉ đúng không? Chiếc bút này. Lẻng chư bỉ hai chiếc bút. Đấy chẳng hạn như thế. Hoặc là bút chì nhá, kể cả là bút gì đi chăng nữa, cứ là bút, cứ có chữ bỉ này thì chúng ta đều sử dụng được từ là chư hết cho cô nhá. Bút chì đọc là gì? Chen bỉ. Chen bỉ này bổ sung thôi. Chen bỉ, bút chì. Đấy. Thì đấy là toàn bộ tất cả các cái lượng từ mà chúng ta sẽ cần phải gọi là hay gặp đến hoặc là cần phải sử dụng đến ở cái giai đoạn gọi là sơ cấp 1 này thôi đã, đúng không? Sau này đến học sơ cấp 2 lên nữa thì chúng ta sẽ có thể là mình sẽ lại tìm hiểu tiếp các lượng từ tiếp theo nhá. Ở giai đoạn sơ cấp 1 thì chúng ta chỉ cần biết đến những cái này là đã là đủ rồi, đúng không? Đọc lại lần nữa cho cô hai cái từ này một lần nữa nhá. Dinh nào. Y chi y chư bỉ, lẻng chư chen bỉ. Theo chúng ta có từ isia, isia nhá. Cái từ này chúng ta gặp trong cái bài mua bán hôm trước rồi đúng không? Isia. Isia mình hay dịch là một vài cái gì đó, một vài cái gì đó nhá. Y tẻ thì hay dịch là một chút, đấy. Thế còn isia thì hay dịch là một vài cái gì đấy. Isia. Đằng sau cũng sẽ hay cộng với danh từ đúng không? Các danh từ. Ví dụ cô có một số câu như này, tôi muốn ăn một vài cái bánh bao đúng không? Mình sẽ nói là gì đây ạ? Của yao y xia bao chữ, của yao y xia bao chữ. Hay là gì? Của chuyên mải y xia su, của chuyên mải y xia su, tôi đi mua một vài cuốn sách, chẳng hạn như thế. Đấy. Vậy đối với từ xia này có thể kết hợp với một số các từ sau này, chúng ta có thể sẽ gặp này,
Chưa xia. À, vậy thì chưa xia sẽ dịch là gì ạ? Chưa là này đúng không? Xia thì là gì ạ? Một vài cái đúng không? Vậy mình sẽ dịch đây là số nhiều rồi. Người ta hay dịch là những cái này nhá. Mình sẽ thay bằng cụm từ này cho cô này. Chưa xia sẽ dịch là những cái này. Ní mải chưa xia tôi xảo chén. À, ní mải chưa xia tôi xảo chén. Bạn mua những cái này bao nhiêu tiền? Chẳng hạn như thế. Đấy. Hay là cô có từ na xia đúng không? Na xia kết hợp vào. Vậy sẽ là na là kia. Đó. Là những cái đó hay là những cái kia đúng không? Câu hỏi nhé, câu hỏi thì sẽ hỏi dùng từ nả, nả mà là nào ấy, các bạn có nhớ từ nả này không? Đấy, thì sẽ nói là nả xia, ừ, nả xia nhá. Đấy, thì mình có một số các cụm từ sẽ hay đi với từ xia như thế này. Cái này là để chỉ kiểu dạng như là danh từ số nhiều thôi đúng không? À, để chỉ số nhiều đấy nhá. Cô ơi, cái từ câu tôi muốn ăn một vài thiếu chữ ăn phải không cô? Ở đây thiếu mất chữ ăn, thực ra chúng ta có cũng được. Cái câu này thì các bạn có được không có được, không không ảnh hưởng đến cả cái nghĩa của câu đúng không nhá. Với nhau ý xìa bao chữ, tôi muốn một vài cái bánh bao cũng được. Với nhau chư đi, nếu mà đầy đủ đúng thì các bạn cho thêm chữ chư vào cô nhá. Với nhau chư ý xìa bao chữ. Rồi, đọc lại cho cô các cụm này xem nào, chị Mai nào. Của eo y xia bao chữ. Chưa xia, là xia. Ừ, rồi, bạn khác nào, Ngọc Linh. Của eo y xia bao chữ. Chưa xia, là xia, là xia. Ừ, rồi, bạn khác lần nữa nào, thì nhẹ Hồng Hạnh nào. Của giao y xia bao chữ. Chưa xia, na xia, nả xia. Ừ, rồi, ok. Quỳnh Anh. Của giao y xia bao chữ. Chưa xia, na xia, nả xia. Ừ, nhá, rồi ok. Đấy, ngay trên có chữ xia nhá. Tiếp theo ạ, mình có từ y chỉ. À, từ y chỉ này cũng gặp ở trong cái bài hôm nói về sinh nhật ấy, của mình y chỉ trang cưa theo ủ đấy, cùng nhau đúng không? Vậy y chỉ là sao ạ? Thường nó sẽ hay đằng sau sẽ hay đi thêm với một động từ nữa để thể hiện là chúng ta cùng nhau thực hiện về một cái hành động gì đấy nhá, cùng nhau thực hiện hành động gì đấy. Đấy. Y chỉ. Ví dụ dịch cho cô câu này xem nào. Chúng ta cùng nhau học tiếng Trung đúng không? À, anh Thanh nào. Vâng, chúng ta của mình y chỉ xuế xí khan rủy nhé không cô? Vậy đúng rồi nhá. Ừ, của mình y chỉ xuế xí khan rủy đúng không? Ừ, vậy y chỉ xuế xí khan rủy. Tiếp nào, hoặc là gì? Tôi và chồng cùng nhau ăn cơm. Ừ, tôi và chồng cùng nhau ăn cơm. Vậy thì câu này thế nào? Phương. Ừ. Ủa khứa. Cô ơi vào muộn. Ừ. Em quên mất. Rồi ok, mấy quan si không sao. Ừ. Ủa khứa gì ạ? À, ủa khứa lão cung. Y chỉ chư phan. À, đúng rồi nhá, bạn có thể nói là ủa khứa lão cung y chỉ chư phan đúng không? Ừ, đấy. Hoặc là gì ạ? À, cái từ y chỉ nó hay đi với kết cấu như này. Có thể là thay vì là khứa, chúng ta có thể nói là a cân nhá. Ừ, đấy, sau này các bạn sẽ học từ này. Cân có nghĩa là cùng. Đấy. Nó cũng hay đi với cái kiểu kết cấu như thế này, đó là a cân b này nhá, a cân b. Sau đó làm sao nữa? Y chỉ. Đấy, a cân b này, y chỉ. Được chưa? À, y chỉ này. Sau đấy cộng với một động từ nào đấy nhá. Cái kết cấu này hiểu là cái gì? Cân có nghĩa là cùng,
ý là A cùng B đúng không? Cùng nhau làm cái gì đó nhá. Hay mình sẽ dịch như thế thì nó sẽ bị trùng đúng không? Mình sẽ hay dịch là A làm cái việc gì đấy cùng với B nhá. Người ta hay sử dụng kết cấu này. A cân B này, y chỉ cộng động từ là A làm cái việc gì đấy cùng với B. Ví dụ anh ấy cùng bạn bè đi uống rượu hay là anh ấy đi uống rượu với bạn bè cũng được, thì đều dùng kết cấu này hết. Sẽ nói là A tha cân có nhiều y chỉ truy khơ chiểu đúng không? Hay là của cân ma mà truy mải y phụ. Đấy, tôi cùng mẹ đi mua quần áo hay là tôi đi mua quần áo cùng với mẹ cũng được. Đấy, hiểu hiểu về cái từ y chỉ này chưa? Nhá, nó sẽ hay đi với kết cấu là A cân B y chỉ hoặc là A khứa B y chỉ cũng được. À, không sao cả. Rồi, Phương Thảo nào? Phương Thảo lại cho cô tất cả các cái câu ví dụ thì một lần nhé. Y chỉ Mân y chỉ xuế xí khan yu. Ủa hứa lão cung y chỉ hứa phan hứa phan. Ừ, gì đây? Y chỉ chư phan. Ờ, chư phan. Tha cân. Tha cân bấn dầu y chỉ truy truy hứa chạy à khi hứa chịu. Ừ nhá, lại ok. Bạn khác nào lại lần nữa cho cô à, gì nhỉ? Dinh nào? Của mình y chỉ chế han ủy chế sĩ han ủy. Của hứa lão cung y chỉ chứ phan tha cân bằng hữu y chỉ chi khứa chiểu. À, khứa chiểu. Khứa chiểu. Ừ. Ok, đấy. Mình có cái kết cấu y chỉ đúng không? Tiếp theo nào, chúng ta có từ xuế xí dung phỉ nhé. À, xuế xí dung phỉ. Trong đó này, xuế xí sẽ là động từ học tập nhé. Dung ở đây là gì? À, dung ở đây cũng là động từ mang nghĩa là dùng cái gì đấy. Nếu mà chúng ta tách ra, dung có nghĩa là động từ dùng cái gì đấy. Phỉn là cái gì ạ? Phỉn có nghĩa là sản phẩm. Sau này chúng ta học chữ phỉn trong từ tráng phỉn. À, thế mà từ là từ tráng phỉn có nghĩa là sản phẩm. Vậy ý ở đây là gì? Các sản phẩm được sử dụng dành cho việc học tập. Có hiểu ý chưa? À, đấy nhá. Vậy mình sẽ dịch đây trung dung là đồ dùng học tập. À, xuế xí dung phỉn. À, xuế xí dung phỉn. Tiếp theo nào, ví dụ dịch cho cô câu này xem nào. Tôi đi mua một ít đồ dùng học tập nào. Vậy câu này sẽ nói như thế nào? Chị Mai, tôi đi mua một ít đồ dùng học tập. Tôi đi mua một ít đồ dùng học tập. Thế tương tự nào, ví dụ các cái sản phẩm mà được sử dụng trong văn phòng đấy, chúng ta hay có từ đó là từ văn phòng phẩm đúng không? Vậy văn phòng phẩm trong tiếng Trung mình sẽ có từ gì đây ạ? Nó sẽ có từ ban cung dung thịt nhá. Đấy, nếu tách ra này, chúng ta có từ ban cung có nghĩa là ban cung sư đấy. À, ban cung có một từ là từ ban cung sư là văn phòng làm việc. À, văn phòng làm việc. Đấy. Thì ban cung dung thịt tức là các cái sản phẩm được sử dụng ở trong văn phòng làm việc đấy. Được chưa ạ? Đây, chúng ta có từ này, ban công sư đây nhá. Ban công sư là văn phòng nhé. Ban công sư, địa điểm, văn phòng. Ví dụ giới thiệu chưa sửa tại ban công sư, đúng không? Đây là văn phòng làm việc của tôi. Đấy, ban công sư. Nào, đọc lại cho cô tất cả các cụm này một lần nhé. Anh Thanh nào? Vào. Xuế xí dung phiện.
我去买一些学习用品, ban công dụng phẩm, ban công sự, ban công sự. Rồi, ok. Bạn khác nào? Xiao Phan, Phương. 我去买一些学习用品, ban công dụng phẩm, ban công sự. À, rồi, ok. Tiếp theo đồng chí nào? Ngân Khánh đúng không? À, Khánh Ngân nào? Trai túi đen. Tôi去买一些学习用品，办公用品，办公室. À, Loan nào, lại lần nữa. Dạ, xuế xí, dụng xuế xí ung bình, xuế xí ung bình. Dạ. Vậy我们去哪儿啊去哪买学习用品？办公室，办公室，对。Okay. Cái từ ten này này các bạn sẽ để ý là cứ cửa hàng bán cái gì đấy thì người ta rất hay dùng cái từ ten này để làm nhá. Đó, shu ten. Vậy shu là sách rồi đúng không? Vậy ten là cửa hàng. À, vậy cửa hàng bán sách ấy, mình sẽ dịch đây là hiệu sách. Đấy, shu ten. Hay ví dụ nếu mà cửa hàng bán hoa quả thì theo các bạn sẽ kết cấu thành từ gì? Thế nó mở rộng từ ra. Xuế của ten. Ờ đúng rồi, sẽ nói là xuế của ten đúng không? Cửa hàng bán quần áo thì sẽ nói là gì? Quần áo là gì? Y phụ đúng không? Vậy sẽ nói là gì thôi? Tiền. Tiền, đúng rồi. Y phụ tiền, đúng không? Ừ, đấy nhá. Hay là gì? Fan ten thì theo các bạn dịch là cái gì? Fan ten. Ở nhà ăn, nhà hàng. Ờ, nhà hàng, đúng rồi nhá. Fan ten nó hay dịch là nhà hàng. Đấy, cửa hàng bán đồ ăn mà, đúng không? Cơm, fan là cơm đấy. Đúng rồi. Vậy fan ten hay dịch là nhà hàng, được chưa? Ờ, đấy nhá. Fan ten. Ủa cha hiểu ý cơ fan ten, đúng không? Nhà tôi có một cái nhà hàng, ví dụ như thế. Đấy, fan ten. Cái chiểu ten thì lại là cái gì, có ai đoán được không? Chiểu ten. À, rượu. Chiểu ten thì cũng có thể hiểu là cái cửa hàng bán rượu cũng được nhá. Nhưng nhưng chiểu ten này người ta sẽ lại hay hiểu theo ý nghĩa là khách sạn nhiều hơn đấy các bạn nhá. Ồ đấy, được chưa? Nếu mà các bạn nhà các bạn có một cái cửa hàng rượu thì cho phải giải thích rõ. Còn nếu không người ta sẽ hay hiểu cái từ chiểu ten là từ khách sạn là ở khách sạn nhá, chiểu ten. Và chiểu ten là để chỉ kiểu dạng các khách sạn cao cấp ấy ạ. À, các khách sạn kiểu 4 5 sao ấy, người ta sẽ rất hay dùng là chiểu ten nhá. Đấy. Vậy cứ có cái ten tức là một cái địa điểm nào đấy bán một cái đồ gì đó, đúng không? À, hình dung ở chỗ này chưa? Như vậy có từ shu ten nhá. Đấy, mình mở rộng từ ra như thế. Nào ví dụ của câu là tôi đi hiệu sách mua từ điển, sách và một ít đồ dùng học tập nào. Có ai dịch được câu này không? Đấy, dịch được câu này là đã thuộc được tất cả các từ mới rồi đấy. À, anh Thanh dịch xem nào. Tôi đi hiệu sách mua từ điển, sách và một ít đồ dùng học tập. 我去书店买书店 书店 này, 买词典, đúng không? 书和一些学习用品, đúng không? Ok, đấy. Hạnh nào lại nữa cô nào? 我去书店买书和一些学习用品。嗯，呀，rồi。Nghe vẹt thôi còn biết, còn lâu mới biết được. Thôi cứ nghe và giao tiếp trước rồi đã, đúng không? Đọc được mặt chữ đã là tốt lắm rồi, đúng không nhá? Thế còn không yêu cầu các bạn viết đâu. Không. Viết chắc phải mất độ khoảng cứ 3 4 5 viết đi viết lại nhiều thì may ra mình nhớ được. Cô ơi, hình như là đi thi là phải viết à? Không, bây giờ nó có đi thi, nó có đánh máy hết rồi nhá. Bây giờ nó đều có các đánh máy. Ôi may quá.
Mệt quá. Cái thời ngày xưa của bọn mình ấy, thời ngày xưa của bọn mình là đi thi là toàn bộ cái tay hết nhá, toàn bộ cái tay hết. Thế nhưng mà bây giờ nói chung là thời nào nó sẽ phải thay đổi theo cái xu thế và gọi là cái yêu cầu của thời đó, đúng không ạ? Đấy, đến bây giờ là gì? Làm gì có ai viết tay được đâu. Đa phần là gì? Chúng ta làm việc là tần toàn bộ tất cả mọi thứ là sử dụng bằng máy tính và điện thoại hết, đúng không? Đấy. Thế nên là bây giờ phải tập đánh máy luôn. Đúng rồi. Nó sẽ phải cập nhật để thay đổi chứ không thể nào mà cứ mãi theo một cái logic cũ thế được. Đấy, thế nên là bây giờ các bạn yên tâm nhá. Thế ạ. Vâng. Còn sách đọc bình thường là đều là bằng chữ Hán hết đúng không? Ừ, đương nhiên nhá. Chả có sách nào để phiên âm cả, đúng không? Chả có một cái cuốn sách nào để phiên âm cả đâu nhá. Ừ, đấy, thế nên là nếu mà không đọc được mặt chữ Hán thì bạn cũng không học lên được đâu, không học lên cao được, không học lên cao được. Đấy. Học cái phiên âm thì chỉ để gọi là giúp chúng ta nói thôi, còn nếu mà để giao tiếp bằng văn bản ấy ạ, kể cả các bạn đi làm cũng thế, đi làm các bạn gửi mail cho sếp đúng không? Nhắn tin cho thứ với sếp phải nhắn bằng chữ Hán chứ, làm sao mà nhắn bằng phiên âm được. Ừ, đấy, chẳng có ai nhắn các bạn bằng phiên âm cả đâu nhá. Còn cùng lắm là gì, sẽ nhắn bằng voice, nhắn bằng giọng nói nếu mà bạn nào mà kiểu không nhìn mặt được chữ Hán ấy. Đấy thì bắt buộc là chỉ có cách là nhắn bằng voice, gọi là bằng lời nói thôi, nhưng nó cũng sẽ rất là bất tiện đúng không? Không phải lúc nào chúng ta cũng nhắn bằng lời nói được. Đấy. Rồi thì gửi mail các thứ cũng thế đúng không? Thì phải dùng văn bản bằng chữ Hán chứ. Đấy, nên là bắt buộc vẫn phải học nhá, bắt buộc vẫn phải học. Nhưng mà ý là đi thi bây giờ nó không bắt các bạn viết tay đâu, nó sẽ có các kỳ thi đánh máy rồi, nên không phải lo nhá. Chúng ta cũng sẽ đánh phiên âm như bình thường ấy, đánh phiên âm như bình thường nó ra chữ đấy. Thế nên là rất dễ nhá. Không phải lo đâu. Để phấn dâu, xả dấu chen là có. À, pha dấu chen. Pha dấu chen. Cái định nghĩa pha dấu chen nhá. Đấy. Tiếp theo nào, chỉ có từ tung si. Danh từ đồ đạc. Tung si. A là hỏi nhà sư nè. Tung si. Tung si, nếu mà tách ra nhá, tung có nghĩa là phía đông, si có nghĩa là phía tây đấy. Nhưng mà tung si ghép vào nhau đông tây kết hợp thành đồ đạc. Chả liên quan. Đấy, tung si. Đồ hoặc là đồ đạc gì đấy. Ví dụ hỏi đây là cái đồ gì đúng không? Đây là cái đồ gì, đây là cái thứ gì thế? Thì có thể dịch như thế nào? Đồ hoặc thứ cũng được. Đấy. Chưa sư gì? Đúng rồi, câu này hỏi sẽ là chưa sư sẩm mơ tung si đúng không? Chưa sư sẩm mơ tung si nhá. Đấy, người ta hỏi như vậy. Cô ơi, không, sao không phải là chưa sư nả tung si ạ? Đồ nào ấy hả? Cũng được, tùy em nhé. Chưa sư nả có tung si. Cũng được ạ. Đấy là tức là tùy vào cái nghĩa mà em muốn biểu thị thôi. Nhưng mà thường người ta không hỏi là đây là đồ nào, đúng không? Người ta hay nói là đây là đồ gì thôi. Nó sẽ hay hơn, nó hay biểu đạt tí hơn. Đấy. Thế nả với lại về cái từ này thì phân biệt như nào thì rõ nhất ạ? Tùy vào nghĩa em sử dụng nhá, tùy vào nghĩa em sử dụng thôi nhá, chứ nó không có cái còn ví dụ như chẳng hạn nói là đây là người nước nào thì chúng ta thường chỉ có dùng trong câu trường hợp lúc nếu mà hỏi là cái nào đấy, nếu mà em nói là đây là cái hoặc là gì, đây là người nước nào đúng không, thì câu này mình không thể nói là đây là người nước gì được, đúng không ạ? Đấy, tức là mình sẽ phải tùy thuộc vào nghĩa. Ví dụ các bạn dùng nghĩa là mang nghĩa là nào thì mình sẽ dùng từ nào, còn nếu mà mang nghĩa là gì thì mình dùng từ mơ, đúng không? Là thư tôi chưa thấy đồ của ai phải không? Na sư sấy tọ, nếu mà thế phải là sấy tọ tung si nhá. Đấy, na sư sấy tọ tung si, đúng không? Đồ của ai cơ mà thì phải là ai trước, sau đó là tung si ở đằng sau. Đấy, na sư sấy tọ tung si. Thế còn na sư sấy thì chỉ mang nghĩa là đây kia là ai thôi, đúng không? Ừ. Còn kia là đồ của ai thì phải là sấy tọ tung si. Hoặc là gì? Bạn muốn mua đồ gì đúng không? Bạn muốn mua đồ gì nào? Ủa treo mày. Nỉ dấn ở nỉ treo mày. À nỉ treo mày. Sở thích của tôi là mua sắm đấy. Vậy cái từ mua sắm ở đây chính là từ gì đấy? Mải tung si. Đấy, hình dung ra chưa? Đấy nhá, mua đồ mà đúng không? Ừ, nói chung là mua chung chung cái kiểu dạng như thế thì gọi là mua sắm. Ủa tớ ai hao, sở thích của tôi, cái từ sở thích mình sẽ biểu đạt theo kiểu là ủa tớ ai hao sư mải tung si. Bạn có thể nói là ủa sỉ khoan cũng được đúng không? Ủa sỉ khoan cũng được nhá. Ủa sỉ khoan thì lại dịch là gì? Tôi thích đúng không? Nhưng mà về cơ bản là gì? Nghĩa nó giống nhau, chẳng qua là gì chúng ta biểu đạt bằng các cách khác nhau thôi, hiểu không? Ừ, đấy. Là ví dụ anh yêu em với em là nhất trên đời đúng không? Về bản chất vẫn là một câu là gì? Đầu đang thể hiện tình yêu đúng không? Khẩn chỉ hoan. Đấy, nhưng chỉ là gì do cách biểu đạt khác nhau thôi đúng không? Đấy nhá. Được chưa? Rồi nào, đọc cho cô ba câu này lần nữa xem nào. Dinh đâu? Chưa
东西，这是什么东西？你要买什么东西？我的爱好是买东西。啊，对 ，OK。Ngọc Linh nào? Ngọc Linh lại cô thế nào? 这是什么东西？你要买什么东西？我的爱好是买东西。啊，对 ，OK。Phương Thảo nào? Sao túi đen?啊，这是什么东西？我要。你要买。你要买什么东西？我的爱好。我的爱好是买东西。我的爱好是买东西，行吗？对 ，OK。Rồi, đấy, thì đấy là toàn bộ tất cả các cái từ mới nhá. Chúng ta sẽ được học và xuất hiện trong cái bài này, đúng không? Chúng ta thử nhớ xem mặt chữ nhá. Mặt chữ xem nào, nhớ không? Chưa sư sổ mong. Chư phàn. À, đúng rồi, đây là gì đấy ạ? Chư phàn. Chư phàn, ăn cơm này. Chưa sư, đây là gì? Không nhận ra chữ này à? Hảo chư à? Hảo chư. Ngon, đúng không? Ngon. Rồi, đây là gì đây?Sư tháng. À, đây đúng rồi, rất tốt. Sư tháng. Sư tháng. Nhâm, đúng không? Đây. Chưa sư sầm mơ. À, cái này có hình ảnh dễ này. Bao chữ. Bú sư bao chữ. Mán thâu. Mán. À, mán thâu. Mán thâu. Mán thâu. Rồi, mán thâu. Hảo. Chưa thái sư gì. Đây mới là gì đây? Bao chữ. Ờ, đây. Chưa sư bao chữ. Đấy nhá. Cái này hình ảnh nhớ nghĩa thôi. Ừ, chưa sư. Chảo chữ. À, đây. Chảo chữ, đúng không? Chảo. Ừ, chưa sư. Miền bao.À, tôi đúng rồi, men bao. Ừ, men bao. Đó, chưa sư sổ mơ. Chi tan thang. Ờ, chi tan thang. Ờ, nhá, chi tan thang. Chi tan thang. Ừ, chưa sư sổ mơ. Chi râu. Ờ, tôi đúng rồi. Chi râu. Chi râu. Chi râu, thịt gà đúng không? Chưa sư. Đó để chu râu. À, tôi chu râu. Ừ, chưa sư. Chu râu. Ờ, chu râu. Để hình ảnh gái đọc nhanh lắm đúng không? chưa sư sổ mơ. Chi tan. Chi tan. Chi tan. Chi tan. Chưa sư. Kiểu chữ. Miền théo. À, miền théo. Rồi, đúng rồi nhá. Chưa sư miền théo, đúng không? Ừ, miền théo ạ. À, miền théo, mì sợi nói chung, đúng không? Rồi, chưa sư sổ mơ. Em các bạn đọc xong rồi, em ơi. Thị hình em nhìn thấy này. Thị hiểu. Chưa sư phí chiểu. À, chắc là nhà chị Ngân bị mạng yếu mà. À, cái gọi là kém đấy. À, phí chiểu, bia. Mạng kém rồi. Rồi nào, hết hình ảnh rồi. Gì đây? Đồ đọc. Chưa kết.cửa lừa đúng không? Ừ, cửa lừa. Sở mơ, cái này là gì đây? Cái này là gì? Chưa xia. À, chưa xia đúng không? Ừ, những cái này. Ừ. Y xia. Ừ, y xia đúng không? Ừ, y xia. Đó. Đây là gì? Sĩ khoan. Sĩ khoan. Sĩ khoan. Đúng không? Thử dựng cho sĩ khoan vào đây. Rồi nào, cái này khó hơn đây này. Y chen y phụ đúng không? Một bộ quần áo, được chưa? Đây. Đây là gì?一本书，一杯啤酒，这是什么？
学习用品啊，đúng rồi, 学习用品啊，đúng rồi, 学习用品đồ dùng học tập đúng không? 这是 thế đây là vừa học xong đấy. Chẩm mơ dùng ban 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 cung ban cung dùng ban cung đúng rồi, ban cung dùng品đúng không? Đây là cái gì đây? Su tiền, su tiền, su tiền, su tiền, hiệu sách. Rồi, thế đây là gì ạ? Y bình khí chiều. Nhà bạn nào đang có trẻ con thì chúng ta tắt mic cô nhé. À, y bình khở lưa đúng không? Y bình khở lưa. Rồi, tiếp theo. Y bình su. Ừ, rồi, y bình su. Rồi, tiếp theo. Y chen y phủ. Bố Thanh đâu? Đấy, thấy hình ảnh đọc nhanh lắm mà chỗ này không thấy gì nữa à? Chị Hoan. 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 Đây là Chị Hoan. 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 Chị Khở lưa. Khở lưa. Ừ, đúng rồi. Rồi, có hình ảnh rồi. Khí chiều. Khí chiều. Khí chiều. Miên theo. Miên theo. À, miên theo nhá. Miên theo. Rồi. Chi tan. Ừ, chi tan. Chi tan. À, đúng không? Ừ, chả mơ. Níu râu. Níu râu. Chu râu. À, chu râu. Đây. Chi râu. Chi tan. Chi đâu nhá, chi đâu. Cà phê của đây đâu? Chi tàu kia đâu? Chi tàu thang. Ờ, chi tàu thang đúng không? Chi tàu thang. Mèn bao. Mèn bao. Mèn bao. Mèn bao. Mèn bao. Đây là gì ạ? Kẹo chữ. Bao chữ. Bao chữ. Bao chữ. Bao chữ. Màng yếu ấy sao? Màn thâu. À, màn thâu. Màn thâu. Không thấy ai nữa. Từ tháng. À, rồi, từ tháng. Tháng. Rồi. Quên. Hào chư. À, hào chư. Hào chư. Là gì nữa? Chư phan. Chư phan. Phan, được chưa? Rồi, ok nhá. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần bài khóa nhá. À, cố gắng nhìn bài khóa, không nhìn mặt chữ được không? À, không nhìn phiên âm được không? Ừ, nào. Em đọc một lần nữa nhá. À, xem có từ mới không đã này. À, đấy, bạn nào mà chưa thuộc mặt chữ thì nhìn trong sách có phiên âm nhá. Còn cố gắng bạn nào mà nhìn được mặt chữ rồi thì cố nhìn mặt chữ cho cô đúng không? Ừ. Jin tian zhong wu ni qu na chi fan. Wo qu gong si de shi tang chi fan. Ni ne? Wo ye qu gong si de shi tang. Wo men yi qi qu ba. Ni yao chi shenme? Wo yao chi mi fan he ji rou. Ni he shenme? Wo he niu rou tang. Ni ne? 你吃什么？我吃一碗牛肉粉和喝一瓶可乐吧。 Được chưa? À, đấy, nào, mình xin mời hai bạn đọc đi. Ừ. À, Khánh Ngân nhá, Khánh Ngân với cả Phương đọc trước cho cô xem nào. Ừ. Mỗi người một lời trước. Ừ. Khánh Ngân đọc trước đi. Cô ơi, em đang đau đầu quá, cô gọi bạn khác được không? Rồi ok, hảo, biết đợi thống chế nào, thế chị Mai nhá. Ừ. Xin thiên chung ở lời chi là chư phan. Ờ, đi đâu rồi? Nào, tiếp tục nào. Sứ tháng chư phan, đi đâu? Ủa rể truy công sư tợ sứ tháng. Ủa mân y chỉ truy ba. Tiếp. Khánh Ngân đâu? Khánh Ngân đọc tiếp đi. Ờ, mạng nhà Khánh Ngân yếu hay sao ấy? Mạng mới đáp được.
Rồi thế bạn khác nhá. Chị Dinh đi, chị Dinh đọc trước cho em vậy nào. Em đọc rồi, nhỉ giao chứ sao? Không bật mic thì sao ấy, không nghe thấy tiếng. Rồi tiếp đi. Ừ, của nhau. Em bật mà cô. Của em chứ. Em có bật đấy. Mỹ Phan khứa chi dâu. Nghỉ khứa sớm mơ. Của khứa nếu nếu râu thang không? Bố hưa nếu nếu rau thang ní nơ ní chút sớm không? Bố chư đi quản nếu rau phẩn nếu rau hứa hứa y bính khở lơ pa. Rồi ok nhá. Nào xin mời hai bạn khác nào. Dinh đâu? Dinh với lại cả anh Thanh đi. Ừ, Dinh với anh Thanh nhá. Bố Thanh hả? Khó đấy. Cha dấu cố lên. Có sách rồi thì không nhớ thì liếc liếc nước trong sách đúng không? Thiên thiên chú ngủ để truy là chú phan. Ở đây chắc nhìn phiên âm rồi đúng không? Không, không nhìn. Không nhìn thầy không. Đấy, tốt. Tiếp. Của chi công sư tạ sứ sứ tháng. Sứ tháng chi phan. Sứ tháng chi phan. Nhìn nữa. Của trẻ truy công sư tạ sứ tháng lì mân của mân, đây là của mân ạ. Ba. Của mân y kỷ chi ba. Nhi giao chi sứ mơ. Cô đẩy lên đi. Đây ạ. Của giao khưa của giao chư phan. Đây là của giao chư. À, của mân, của giao chư mỉ phan khứa chi dâu. Nỉ khưa, cô đấy, nỉ khưa sơn mơ. Của khưa gì? Của khưa chữ chữ đâu à? Không phải. Níu râu thang, đây là níu râu thang. Níu râu thang, níu râu thang, nỉ nơ, nỉ chư sơn mơ. Của chư y quản chu râu. Níu râu phẩn nhé, đọc lại này, níu râu. Níu râu phẩn, khứa, 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 khứa y, khứa, khứa y. Chai đấy, phính, y, khứa y phính. Y phính, khứa đưa ba. À, ok nhá, nào xin mời hai bạn khác xem nào. Hai Thảo nhá, hai Thảo đọc cho cô đi. Jing thiên chung ủ, nì chuy nà chư phan. Lý truy của đây là của truy. Của truy công sư tạ sứ tháng chi phan nỉ nơ. Của dạ truy công sư tạ sứ tháng của mân y chỉ truy ba. Lý yao chư sở mơ. Rồi tiếp của yao. Của yao chư mỉ phan khứa chi râu. Khứa chi râu. Chi râu. Chi râu. Nì khứa sẵn mơ? Ủa khứa níu râu thang nì nơ nì chư sẵn mơ? Ủa chư y oán níu râu thang khứa 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 y bình khứa lưa. Khứa y bình khứa lưa đúng không nhá. Rồi ok, hai bạn khác xem nào. Hồng Hạnh đâu? Hồng Hạnh với lại cả ai đây? Hồng Hạnh với Loan. Hạnh với Loan nào? Em ạ. Hôm nay trung ngủ nghỉ truy nã chi phan. Rồi Loan. Truy cung củ truy cung sư tợ xí thán chi phan nỉ nơ. Của dẻ truy cung sư tợ xí thán của mân y chỉ truy ba.
Nǐ yǎo jī shěn me? Nǐ yǎo nhé, nǐ yǎo jī shěn me? Nǐ yǎo jī shěn me? Wǒ yǎo jī jū. Wǒ yǎo jī mǐ fàn. Lại nào, wǒ yǎo jī mǐ fàn nhé. Lại đi, wǒ yǎo jī mǐ fàn. Wǒ yǎo jī mǐ fàn hěi jī rǒu. Nǐ huè shěn me? Học với con cứ nhau nhéo bên cạnh thế à? Rồi nào, dịch cho cô cái đoạn này xem nào. Dịch đoạn này nhá. Nào, anh Thanh đâu? Anh Thanh với lại cả Dinh đi dịch đi. Vâng. Chim Thiên chung ngủ sáng hôm trưa hôm nay bạn đi đâu ăn cơm? Trưa hôm nay, trưa hôm nay đúng rồi, bạn đi đâu ăn cơm ạ? Rồi. Bên Dinh. Dinh được cô bé đi. Dinh đâu? Đấy, em cần đọc xong đấy. Tôi đi nhà ăn công ty để ăn cơm còn bạn ấy. Đây, tôi đi đến nhà ăn công ty để ăn cơm còn bạn. Tôi cũng đi đến nhà ăn của công ty. Các bạn... Chúng ta. Tôi chưa chạy mất rồi. Tôi chạy mất rồi đâu. Cùng nhau chạy đi nhé. Đúng không? Nhá, chúng ta cùng nhau đi nhé. Đậu có chạy đúng không? Bạn muốn ăn gì? Bạn muốn ăn gì? Bạn muốn ăn gì? Tôi gì ạ? Tôi muốn ăn cơm trắng và thịt gà. Bạn muốn uống gì? Em đọc cô bé. Đâu, cái người qua mà. Cô bé tiếp à? Thích được. Em hỏi anh à. Tôi thua. Tôi uống canh bò. Canh thịt bò đúng không? Thịt bò. Còn bạn? Bạn uống muốn canh gì? Ăn gì? Bạn ăn gì đúng không? Bạn ăn gì? Tôi mở vào. Tôi ăn một bát nhiều phở phở bò. Đúng rồi, phở bò. Phở bò và uống gì ạ? Và uống uống một chai Coca-Cola. Được chưa? Ok. Rồi. Tiếp nào, bài số 2. Bài số 2 nhá. Xem bài số 2 nào. Nghe cô đọc một lần trước xem nào. Wang Lan, nǐ qù nǎ? Wǒ qù mái yī xiē xuě xǐ yōng pǐn. Nǐ zài nǎ mái? Zài Běi Nín shū diàn. Nǐ yào mái shěme dōng xī? Wǒ yào mái yī běn. Cái đoạn này rất khó nhá. Rất nhiều từ mới luôn đấy. Wǒ yào mái yī běn. Hàn in chữ điển. Hàn in chữ điển 是什么? Hàn in chữ điển dịch là gì? Ai biết? Hàn in chữ điển. Từ điển. Chữ điển là từ điển rồi đúng không? Vừa nói xong. Hàn là cái gì ạ? Hàn là trong từ Hàn ngữ là tiếng Trung. In là trong từ Anh ngữ là tiếng Anh đó. Vậy đây là từ điển gì? Anh Trung. Trung Anh. Anh Trung. Từ điển Trung Anh mình sẽ dịch Trung trước. Đây là từ điển Trung Anh. Thế còn từ điển Anh Trung thì phải là in Hàn chữ điển nhá. Thì lại tiếng Anh nói trước, hiểu không ạ? Đấy. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp này. Y bản Hàn ngữ su. Hứa san chư chen bỉ. Chen bỉ là cái bút chì đấy. Vừa nãy trong cái bài lượng từ có đúng không? Wǒ men yī qǐ qù bā. Wǒ yě yào mái yī bǎ yǔ sǎn. Hě yī jiàn māo yī. Hào de, qù bā. Được chưa? Rồi, ok nhá. Nào, tôi đọc một mình đi. Đọc hai người thấy cứ thấy lộn cộm lắm. Nào, bạn khác đọc nhá. Gì nhỉ? Khánh Ngân đọc trước đi. Khánh Ngân đọc trước xem nào. Quảng lán à? Quảng lán. Quảng lán, nǐ qù nǎ? 我去买一些学习用品。你在哪买？在北京书店，北宁书店。
Nǐ yào mài shěnme dì? Tiếp. Wǒ. Wǒ yào mài yī běn hàn in zhí diǎn. Yī běn hàn yǔ shù hě san san chư, đúng không? Lượng từ dành cho các loại bút đấy. San chư. San chư chen tỷ nè. À chen tỷ bút chì. À chen tỷ. À, chúng mình đi chơi đi ba. Tôi cũng muốn mua một bả à quý sản. Quý sản. Với một chiếc sổ à. Máu y, đây ngoài sổ, đây là máu y là cái áo len à. Một chiếc máu y. Rồi. Hảo tợ. Chị ba. Rồi ok nhá. Đó. À mấy nào chị Mai? Đọc xem nào. Quảng Nam để chi nà, của chi mải y chia xứ xí dung bình. Để chai ná mải, chai bảy lính su ten. Để eo sấn mơ, nói tung si. Để eo mải sấn mơ. Để eo mải sấn mơ tung si. Của eo mải y bân, y bẩn. Hăn Khan Ninh Chí Tèn, Y Bẩn Khan Nghệ Su, Hứa San, San Chư nhá, San Chư, Chen Bỉ, à Chen Bỉ, của Mân Y Chỉ Truy Ba, của Dễ Eo Mải, Y, Y Bả, Bả Ý Sẻn, Ý Sản, Hứa, Bả Ý Sản, Ý Sản, Hứa Y Chen Máu Y, Hảo Tợ Truy Ba. Rồi, ok, đó, ngon, bạn khác nào, à, gì đây, Hồng Hạnh nào, học tiếp cô. Ông Quang Lán nỉ truy nạ của truy mải y xia xuế xí dung bình nỉ chai nạ mải à, đổi lên nỉ chai ná mải nỉ chai ná mải của chai bảy nính su ten của giao mải sấn mơ nỉ giao mải sấn mơ, giao mải sấn mơ tung sư tung si của giao mại y của giao mại y bẩn bẩn y bẩn là bẩn nhá ông đấy phải đọc là bẩn chứ của giao mại y bẩn em đang em không của giao mại y bẩn khan y xí tiền lại nào khan y bẩn xí tiền nhá khan y xí tiền khan y xí tiền y bẩn khan ủy su Hứa san san chư san, san chư san chư chen bỉ của mân y chỉ truy ba của rẻ giao mải y của rẻ giao mải y bà rủ san quý sản y bà quý sản quý sản hứa y y chen chen máu y máu y nhá máu y máu y khảo tọ truy ba rồi ok bạn khác nào Phương Thảo đi đâu rồi à, thế Đỗ là gì nhỉ Hồ Thảo vậy nào Quảng Lãn, nỉ truy nạ, nạ, vừa truy mài y, y xia xuế xí. Dung phỉ, xuế xí dung phỉ. Dung phỉ, nỉ chai nạ mái, vừa chai bể nính, su, su tiên, su tiên. Nỉ yào mài sầm mơ, tung si, vừa yào mài y bẩn. Y bẩn xuế đâu có phải xuế y bẩn khan in khan in đọc lại này khan in sứ điện khan in sứ điện y bẩn khan in su khan ủy su nhá y bẩn khan ủy su y bẩn khan ủy su hứa san san chư san chư san chư san chư chia chen chen bỉ chen bỉ chen bỉ Women eat tea tree ba. Way yao, my e. E ba. Xia. E ba. E ba. E san.
可以一件毛衣，好的，去吧，好的，去吧，được chưa nhá，ok. Nào, anh Thanh đâu? Anh Thanh thử đọc thế nào? Khó đấy cô ạ, cố gắng vậy. Ừ, ra nhiều. Vâng, cô đẩy xuống dưới. Em đẩy quảng dưới. Quảng lán. Ừ. Vâng, quảng lán. Lì truy lã. Quả truy mải y xia suế xí dung phỉn. Ừ. Nị chai lã mải. Ừ. Chai bảy lính. Su tèn. Su tèn nhé, chai bảy lính su tèn. À, su tèn, su tèn. Vâng. Nǐ yào mǎi shěn me dōng xì? Dōng xì, à, nǐ yào mǎi shěn me dōng xì? Vâng. Wǒ yào mǎi yī bǎn yīn Hán in, à, Hán in sǐ diǎn. Hán in sǐ diǎn. Yī bǎn Hán Hán shū, Hán yǔ shū. Hán yǔ shū hě Hán zhī qiān bǐ. Phen chen chen phỉ à cô? Chen bỉ ạ, vâng, chen bỉ. Chen bỉ, vâng. Wǒ men yǐ jīng yī qǐ, đây là cùng nhau, wǒ men yǐ qǐ. À, yǐ qǐ, wǒ men yǐ qǐ qī bà. Wǒ tā yào. Wǒ yě, đây là cũng chứ. À, wǒ yě yào mǎi. À, wǒ yě yào mǎi yī 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 bǎ. Chen a yī bǎ. Yī bǎ. Sǎn. Y sản hứa y y máu chữ y chen máu chữ máu y khảo tạ à máu y lừ tạ chi ba khó đấy cố gắng rồi rồi ok thế là tốt rồi đúng không nhá nào mời bạn dịch cho cô đi xem nào Hạnh đâu Hạnh dịch đi dạ Vương Lan bạn đi đâu thế tôi đi mua một số đồ dùng học tập bạn mua ở đâu? Tôi mua ở hiệu sách Bắc Linh. Bạn muốn mua cái gì? Những đồ gì? Những cái đồ gì đúng không? Tôi muốn mua một từ quyển từ điển Trung Anh, một quyển sách tiếng Trung và một và ba cái bút chì. Chúng ta cùng nhau. Chúng ta. Bạn này dùng bạn này bảo là thế thì chúng ta ý là cùng nhau đi nhé đấy đúng không? Chúng ta cùng nhau đi nhé. Tôi cũng muốn mua một một cái ô với cả một cái áo in à. Áo len. Áo len ạ? Rồi nhá, áo len. Áo len cũng được đi thôi. Đi thôi, được chưa nhá. Rồi ok. Đấy. Đây tạm thời hôm nay chúng ta học đến đây cho cô đã nhá. Hôm nay cũng là gần như là cái bài học cuối cùng rồi đúng không? Ở trong sách của các bạn thì có cái phần bài tập ở đằng sau nữa đấy. Thì một lát nữa bạn nào không có thì cô sẽ cắt cái hình ảnh bài tập ấy lên. Sau đó này cô sẽ gửi cho các bạn cái bài ôn tập tổng hợp nhá. Một cái bài ôn tập tổng hợp đó thì các bạn xem trước đi, xem trước những cái nội dung ôn tập đi. Để buổi sau chúng ta sẽ cùng chữa lại tất cả các cái câu ôn tập đấy này đúng không? Có hai phần, đó là phần dịch và thứ hai là phần gì đấy ạ? Phần luyện nhớ mặt chữ nữa đúng không? Đấy nhá. Thì buổi sau chúng ta sẽ cùng ôn với nhau và có thể là sẽ làm một cái bài kiểm tra cuối khóa nhỏ nhỏ nữa, được chưa? Để trước khi mà chúng ta kết thúc nhá, được chưa? Rồi, ok, cố gắng. Mai đâu, mai đâu? Mai đâu? Mai đâu? Hôm nay có mấy bạn học rồi cô ơi? Cái gì ạ? Hôm nay thấy mấy người học, mấy bạn học rồi cô? Hôm nay có hơn 10 bạn học, làm sao ạ? Vấn đề gì ạ? Hôm nay thì không đi ăn lần đâu. Mai đâu, lên tiếng đi Mai ơi. Ăn lần trốn đâu? Cô ơi, các bạn đang có ý kiến như này. Các bạn bảo dạo này tình hình sức khỏe là không tốt nên thế là kiểu như sợ học sơ cấp 2 là sợ không theo được lên. Các bạn đang bảo là cô giáo cho lỡ tháng hoặc đến một tháng là các bạn ôn lại rồi sau lại mở lớp sơ cấp 2 cho lớp này. Không, em là em muốn học lên tổng nó sẽ lại liên quan đến các bạn khác nữa, tại vì là không phải chỉ có mỗi lớp mình ấy, còn các bạn khác thì lại các bạn ấy lại phải đợi đấy, thế nên là có thể là sẽ lùi lại đến khoảng tầm độ một tuần thì được, chứ còn lùi mà tận nửa tháng một tháng rất là hơi lâu, bởi vì là còn phải liên quan đến các bạn khác, các bạn cũng lại đang chờ lớp nữa đấy, thế nên là rất là khó nếu mà bạn nào mà em là em theo em thì em nghĩ là cô cứ cho nhiều bài từ chữ cứng lên ấy để em học đọc nhiều bọn em sẽ biết, chứ không thì đợi như thế thì đến lúc lại không có hứng thú để học thêm. Đấy, tức là nó sẽ liên quan đến các bạn chắc ở nhà đã ôn được.
Không phải chỉ có lớp mình là tự ôn chứ chắc là ôn được. Đúng rồi đấy, thực ra cho mọi người cũng không ôn đâu. Đấy cô cũng đảm bảo như thế. Bởi vì như này này, mọi người cứ hiểu là sau này ví dụ mọi người lên sơ cấp 2 thì vừa học, chúng ta lại cũng không phải là lên đến sơ cấp 2 là sẽ chỉ học mỗi các cái từ mới đấy đúng không? Mà chúng ta sẽ lại xào lại tất cả các cái từ. Tức là trong cái bài hội thoại đấy nó cô sẽ lại cho nhiều, cô cứ cho nhiều bài hội thoại đi. Xong rồi bọn em thì là chúng ta sẽ cứ vừa học thì lại đổi máy lên ấy. Còn nếu mà chờ lâu quá thì cũng sẽ các bạn khác cũng lại bị ảnh hưởng cô đấy. Thế nên là chúng ta cứ suy nghĩ kỹ đi. Hôm lớp mình thì có một số bạn có thể theo lên luôn được đấy, có thể theo lên luôn được. Còn những bạn nào mà hơi đuối quá thì chúng ta sẽ chờ các khóa xong nữa. Còn chắc là lùi chắc của cô có thể chỉ lùi cho các bạn một tuần thôi, chứ còn nếu mà lùi lâu quá thì lại bị các bạn khác, các bạn ấy lại đang chờ lớp đấy, lại phải thông cảm cho cô như thế. Cô hỏi thật nếu em có theo không cô? Thế thì để làm bài kiểm tra đi nhá. Sau hôm tới làm bài kiểm tra một cách nghiêm túc đi nhá, làm bài kiểm tra một cách đúng rồi. Để đánh giá lại bài đi. Đấy thì sau này mọi người quyết định sau cũng được. Mọi người có hiểu chưa? Đấy thì để hết thứ ba, mọi người cho mọi người thời gian ôn tập này. Đấy, sau đó là mọi người hôm đấy làm xong bài kiểm tra. Bởi vì bây giờ mọi người hỏi cô thì cũng khá là khó, bởi vì còn phải xem mọi người có chịu khó ôn và chịu khó học không nữa. Nếu còn mọi người thực sự quyết tâm học thì vẫn học được thôi. Nhưng một cái là chỉ sợ mọi người không có đủ quyết tâm và không có đủ thời gian để học thôi thì cũng thì rất là khó. Thì tốt nhất là để đến hôm thứ ba này chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra và mọi người làm một cách thật sự nghiêm túc, bởi vì ở đây chúng ta online mà, đây là cũng không thể kiểm soát được hết các bạn đâu, thế nên chúng ta tự đánh giá mình nhá, làm một cách nghiêm túc để xem là mình có đạt được cái đủ cái điều kiện để lên được hay không, thì là một cách gọi là khách quan nhất đấy, thì lúc đấy mọi người đăng ký học sau cũng được đúng không ạ? Đấy nhá, thế đi thống nhất như vậy đi. Còn nếu mà lùi thì chắc có thể là sẽ lùi đến tầm giữa tháng 3 một tí thôi, chứ không lùi nếu mà để nghỉ một tháng thì lại bị ảnh hưởng của các bạn khác nữa, của tiến độ của các bạn khác nữa, rồi lại cả kế hoạch làm việc của cô nữa. Nên là cô đã cho hình này. Ừ, đấy nhá. Thế cô cho em hỏi còn mấy buổi nữa thì hết sơ cấp 1 ạ? Nếu mà buổi sau mà mình không ôn tập hết thì có thể thêm một buổi nữa cũng được. Thì mình cứ còn nếu mà buổi sau mà mọi người ôn tập nhanh xong thì mà làm bài kiểm tra xong thì có thể là buổi sau thì mình sẽ kết thúc luôn. Còn nếu không thì có thể thêm một buổi thứ bảy nữa cũng được, không sao cả nhá. Vì nhá, em thấy nếu mà tại vì lớp học của mình ấy chỉ học lớp học thứ ba và thứ bảy, em thấy cách xa như thế thì cứ học luôn cũng được chứ không phải cách một tuần đâu. Ừ đấy thì thôi cứ để lên sơ cấp 2 rồi thì tính tiếp, ý là cứ để hết buổi thứ ba này mọi người kiểm tra xong đi đã nhá, xem là tình hình như thế nào đấy. Còn có một số bạn nó có thể theo lên luôn được mà, thì có thể là để sang tuần sau thì mình sẽ học sơ cấp 2 sau nhá, được chưa? Đó, thôi cứ học hết sơ cấp 1 đã kiểm tra đi đã nhá, cố lên đấy, có mấy ngày để ôn để chỉ có thả ra lên được thôi. À thôi, cả bốn Thanh nữa thôi. Đấy, cả lão cũng cả lão được thôi. Bốn Thanh thì chẳng biết gì. Chỉ có Vô Thanh, Mai với lại Thương Thảo. Em nói thật đúng ấy, cho mọi người nghỉ mọi người không học đâu, thật luôn. Đến cô giáo bắt làm bài mọi người còn chưa học được, chứ cho mọi người nghỉ làm bài mọi người không học đâu. Đấy, nói thật như thế luôn. Ô, em bảo nhá, cô cứ cho nhiều bài hội thoại vào để bọn em đọc nhiều mà. Ok nhá. Đấy thì bây giờ cô sẽ gửi bài ôn tập cho mọi người nhá. Thì cô ôn tập kỹ tất cả những cái này đi thì là chúng ta sẽ thuộc hết các cái phần của sơ cấp 1 này đúng không? Rồi, thế nhá, tạm thời hôm nay nghỉ ở đây đi đã. Chào lão sư. Chào chen.